Để em rất thích coi cái phim kiếm hiệp và em có biết được một số cái giọng nói của các nhân vật ở trong phim. Giọng ấy đúng giả không? Giọng đúng. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Giờ mình giới thiệu về mình đi bạn. Em họ tên đầy đủ là Lê Văn Trường. Hiện tại em đang sinh sống tại Thủ Đức và công việc chính của em là làm trong phòng chuẩn bị sản xuất thuộc công ty của Việt Tiến. Dạ. Sản xuất quần áo đúng không bạn? Dạ. Rồi quê em ở đâu em? Dạ quê em ở Ninh Thuận chị. Rồi bây giờ mời bạn gái giới thiệu. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và bạn nam bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Thị Tuyết, năm nay em 26 tuổi, quê em ở Đồng Nai và hiện tại em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của em là làm bên kế hoạch của một công ty may ạ. Dạ. Coi như là cũng liên quan đến nhau đó, quần áo luôn đó. Dạ. Em ở quận mấy vậy em? Dạ em ở quận 12 anh. Gần không em? Dạ cũng gần. Không? Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh của em thì là em siêng năng, em biết kiên nhẫn và biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Em cũng biết nấu ăn á, nhưng mà không có được giỏi lắm. Về điểm yếu của em á, thì em hơi nóng tính một xíu. Thí dụ như mà em đi làm về á, mà em thấy nhà cửa mà bừa bộn á, để mực á. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của chàng trai mình là gì nè? Điểm mạnh của em thì tính em nhiệt tình, luôn luôn giúp đỡ người khác. Mà đôi khi mình nhiệt tình quá thì người ta tưởng là mình có ý đồ gì với người ta. Em thì có cái khả năng vẽ tranh thư pháp trên trái cây. Mấy cái dịp Tết thì em thường tham gia mấy cái hội để em vẽ. Rồi, vậy là giỏi đó. Khuyết điểm? Em còn một cái ưu điểm nữa chị Cát Tường. Còn nữa hả? Ta chưa kể hết ưu điểm mà hỏi khuyết điểm rồi. Kể lẻ lên. Để em rất thích coi cái phim kiếm hiệp và em có biết được một số cái giọng nói của các nhân vật ở trong phim. Giả giọng ấy đúng không? Giả giọng đúng. Rồi thử nói vài câu coi. Em còn một cái nữa. Nữa hả? Tiếp tục đi. Em thì sống tự lập từ nhỏ nên những việc mà bạn nữ làm được thì em đều làm được hết. Nhưng mà có một cái em làm không được. Gì? Sinh con, sinh con. Trời ơi, ông đẻ được luôn đó, thôi khỏi nói luôn. Em mà đẻ được luôn rồi khỏi nói, ngồi đây làm chi. Dạ. Rồi bây giờ giả giọng thử coi sao. Tất cả mọi người ở đây hôm nay chậm tới đây ban một cái chiêu lệnh tuyển một người. Tổng quản thái giám, người hãy bàn chiếu lệnh. Dạ hoàng thượng, ông mời bà mối Cát Tường tiếp chị. Tiếp chị. Dạ thái giám nghe. Đây là lần đầu tiên ta tham gia và cũng lần đầu tiên ta tỏ tình với bạn gái. Cũng có duyên ha, nhưng mà hơi căng thẳng xíu. Nếu mà bình tĩnh bà còn làm tốt hơn đúng nữa rồi. Mốt làm lại đi anh đóng thái giám cho. Dạ. Đó là thế mạnh của em đúng không? Rồi. Dạ. Rồi thế yếu. Em sợ con gián, con bồ xích. Bồ xích nó thúi lắm, nó hôi lắm. Đúng sợ, rồi đúng rồi. Em có một lần em ăn cái tô bún mà em ăn rất là ngon đến cuối cùng ấy. Em ăn trúng bồ xích đúng không? Dạ đúng rồi. Nó ngon à? Dạ không, em ảnh luôn. Tao quá đâu, nó ấn tượng lắm. Em đi xe em hay nói nhảm mình á. Tại vì lúc mà hồi xưa em có một thời kỳ là em đi làm rất là xa thì mình mệt mỏi hay buồn ngủ thì em chọn cái cách là mình đọc thoại, mình tự nói chuyện với mình. Sao không hát đi, tự nhiên nói chuyện với mình ta nói khùng á. Em có chí cầu tiến rất là nhiều. Ở một giai đoạn thôi, em cần một cái bạn nữ ở phía sau mình ủng hộ mình. Em nghĩ đó là một cái phương pháp tốt nhất dành cho em bây giờ. Ủa vậy đâu có thật xấu gì đâu. Xấu là cái gì? Dạ là em hơi nản chí giữa cái cuộc này. Nản chí. Hơi nản chí hay bỏ không cuộc giữa chừng á. Mẫu người lý tưởng của em là gì? Thứ nhất là bạn đó phải gọn gàng sạch sẽ. Ừ. Và thứ hai là bạn đó là không gia trưởng, không nóng tính và không keo kiệt. Với lại em cũng thích một bạn nam là biết nấu ăn. Về hai người sẽ cùng làm chung cùng với nhau. Hoặc là nhiều khi mà em đi làm em tăng ca á chị, hoặc là em đi công tác á, thì có thể bạn đó ở nhà thì có thể là tự nấu ăn cho mình được. Ừ. Bây giờ em thấy ra ngoài á, ăn thì nhiều quá thì cũng không có tốt. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Ích kỷ vậy? Không biết quan tâm đến mọi người xung quanh hay hời hợt nữa chị. Hứa đi anh, nếu mà mình hẹn hò thì anh phải quan tâm đến người ta nhiều hơn nha. Dạ em hứa. Trời chưa gì hứa rồi. Cái người nào mà hứa nhanh gì là không được. Em phải từ bình tĩnh để xem nói chuyện một hồi như thế nào mình không. Dạ. Mình hứa vậy nó hứa nhanh quá, ta nói hứa lèo. Bây giờ em muốn mà tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Phải biết giúp đỡ mọi người xung quanh. Ừ. Và đặc biệt là người già và trẻ em. Rồi có bên này có. Không có nhuộm tóc nó nhiều màu á, em thấy nó khó chịu. Anh ơi em hơi nhuộm tóc, em có nhuộm màu vàng được không anh? Không, nhuộm tóc nó đẹp chứ có gì đâu em. Bây giờ thời buổi hiện đại rồi. Dạ em chào chị. Thí dụ nhuộm giống chị Tường vậy nè, nó chút xíu vậy nè, được không? Dạ đẹp mà. Ừ. Còn điều gì nữa không? Điều gì không thích ở người bạn gái nữa không? Hay xe xu đua đòi. Đua đòi. Dạ. Uyên diện. Dạ. Mẫu người con gái mà em nghĩ á là biết cách dung hòa giữa truyền thống và hiện đại. Ví dụ mình đi ra ngoài đường mình ăn tiệc hay mình dự cái gì đó thì mình có thể ăn nó ăn mặc nó thoáng một xíu, nhưng mà
về nhà rồi á thì cũng có con cái rồi thì mình hơi mặc bình thường xíu thôi. Đôi lúc mình mặc thoáng quá thì con cái nó bị ảnh hưởng theo thì em lo. Nói chung phải tùy đó. Đúng chỗ đúng dạ, nơi. Đúng, dạ, đúng ăn diện có lúc đúng không? Dạ. Chàng trai này hơi khó tính. Hơi gia trưởng đây. Dạ không, em không có gia trưởng. Rồi bây giờ lấy nhau về thì lập nghiệp ở đâu? Mình có làm dâu gì không? Em lập nghiệp ở Sài Gòn luôn. Chắc là không làm dâu, có thằng em của em ở nhà rồi. Ừ, vậy là mình lập nghiệp thành phố luôn đúng không? Dạ. Bây giờ mình chưa có nhà cửa gì hết, mình có cái kế hoạch là làm sao phát triển kinh tế, bao nhiêu năm thì mình sẽ mua nhà để an cư lạc nghiệp không? Dạ có chứ chị. Bao lâu? Dạ 5 năm. Phải cố gắng an cư lạc nghiệp còn cho con cái nữa ha. Dạ đúng rồi. Thôi cơ bản là chị thấy em nhà trai là được. Dạ. Chắc. Để em đại diện nhà trai qua xem mắt nhà gái coi sao nha. Dạ anh xem giùm em. Ồ. Chào anh Quỳnh Linh. Chào em gái. Dạ. Nãy giờ em nghe chàng trai bên đây nói chuyện như thế thì em tưởng tượng anh ấy là một người như thế nào? Ừ. Theo em tưởng tượng của em thì anh ấy chắc là hơi mập mập một xíu. Tóc tai chắc gọn gàng mà em nghĩ là bạn nam bên đó mặc áo sơ mi màu xanh. Ừ. Dạ. Nó hơi trắng trắng chút xíu. Chị áo sơ mi màu xanh đó. Màu xanh nè. Ừ. Anh hỏi em nha, dạ. Nếu một chàng trai mà cũng hơi khó tính như thế thì làm gì để em có thể giải quyết được vấn đề khó tính ở người chồng của mình? Thì em nghĩ chắc là chỉ có một cách duy nhất là khuyên bảo từ từ thôi. Ý là hôm nay mình nói một ít, ngày mai mình nói một ít. Nó hoài vậy đó hả? Ta gọi là càm ràm đó. Nếu người nào khó tính quá thì mình dễ tính là xong, có gì đâu. Không, nhưng mà anh, giống như là có một số chuyện á thì mình có thể dễ tính. Nhưng mà có một số chuyện á thì mình không thể nào dễ tính được. Ừ, được rồi. Thôi được rồi, hôm nay anh nghĩ rằng cũng duyên số ha. Dạ. Bạn gái cũng dễ thương em. Dạ. Được rồi, bây giờ quan trọng là hai đứa gặp mặt thôi. Dạ, hôm nay em đến đây cùng với em gái của em. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào anh bên này với lại chào bên nhà trai ạ. À, thì em là em gái của chị Tuyết ạ. Tính của chị rất là hiền. Khi mà mới tiếp xúc ở bên ngoài á, ai cũng nghĩ là chị khó tính. Anh bên này á thì làm sẽ khá là phù hợp á, tại vì chị em thì tính hơi nhút nhát và ít nói. Thì anh bên này á thì cũng hài hước, vui vẻ. Thì em nghĩ là hai người sẽ bù trừ cho nhau được. À, thì em mong là cả hai cùng bấm nút để cho nhau cơ hội ạ. Cảm ơn em gái. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em. Bạn thân. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn gái và chào gia đình bạn gái và mọi người ở trường quay ạ. Mình là bạn thân của trường trong nhiều năm rồi. Ở vị trí một người bạn á, thì mình thấy trường á, là một người chân thật, biết suy nghĩ, trách nhiệm với gia đình. Ở đây thì Hà thấy bạn gái nãy giờ bạn sẽ hiểu được và sẽ ủng hộ cho trường về vấn đề này. Rất hy vọng là hai bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn. Người bạn thân có vẻ thân, bạn thân mà bạn gái em thấy sao? Cổ ảnh nhiều bạn thân lắm mà toàn bạn gái không à. Chị ơi, nhưng mà là bạn gái này là quen nhiều năm, là bao nhiêu năm hả chị? À, quen với trường thì cách đây cũng là cũng khoảng là 8 năm hơn rồi. Nếu 8 năm á, nếu mà hai người mà có thích nhau á thì có yêu nhau á thì bây giờ thì bạn Nam đã không đến chương trình này rồi. Em nghĩ là như vậy. Hay quá. Thôi bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Dạ. Thoải mái lên chàng trai. Bây giờ quan trọng là hai bạn thôi đó. Gia đình rồi, ý kiến rồi, xong hết rồi ha. Không gian này là của các bạn đó. Rồi, mời hai bạn. Chào bạn. Dạ, chào anh. Anh đến chương trình này anh có cái món quà tặng em. Dạ vâng, dạ em cũng có một món quà muốn tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Lúc nãy giờ thì anh đi ghé rất nhiều cái shop, nhưng mà anh vô cái shop anh thấy cái bông hoa này là nó đẹp, anh lựa nó rất nhiều rồi. Nhưng mà đôi lúc thì mình lựa chọn thì nó không có được vừa ý cho lắm. Và anh thấy hôm nay á, bông hồng đẹp nhất là em. Anh nghĩ sao nếu như mà em hơi ít nói một xíu và em hơi thụ động á? Thì em mới nói thì anh nói nhiều một xíu. Và anh cảm nhận như thế nào về em? Qua nãy giờ anh Quyền Linh với chị Cát Tường nói. Thì anh thấy em mới đầu anh nhìn anh thấy em dễ thương, cũng khá là hợp với cái người giống anh. Nhưng mà anh không biết em có chấp nhận được với một người mà lo cho công việc hơi nhiều xíu, mà anh hơi nhút nhát về cái vấn đề mà bày tỏ. Đôi khi mình không nói ra được. Thực ra thì theo em nghĩ á, nếu như mà anh hơi nhút nhát và bày tỏ bằng lời nói á, thì anh có thể bày tỏ bằng hành động, không nhất thiết là phải bằng lời nói. Bởi vì thực tế là em á, khi mà bày tỏ tình cảm mà bằng lời nói á, em thấy em cũng ít. Chủ yếu là em thực hiện bằng hành động mà. Anh thì ba mẹ cũng hối lắm rồi. Thì lúc đầu Tết về ăn Tết thì ba mẹ cứ nói mày cưới vợ đi để tao có cháu bồng. Em thì em thấy ba em hút thuốc nhiều quá, em lo cho sức khỏe của ba em lắm. Cái sao đang kể chuyện cho bạn gái mà xưng em vậy? Không, em quên nhìn chị Cát Tường. Thì thực ra thì em cũng vậy. Tại vì năm nay em 26 tuổi rồi. Em về quê thì mẹ em cũng hối á. Ngày nào mẹ em cũng điện thoại em hối hết á. Ví dụ như nếu mà kết hôn rồi thì em có việc phải ở với gia đình không? Anh có phải ở rể không? Nhà em thì có ba chị em gái.
Nhưng mà bố mẹ em thì không có quan niệm là nhất thiết phải ở rể hay không ở rể. Tùy vào anh và em thôi. Anh sợ ở rể à? Không. Em cảm nhận anh từ nãy giờ như thế nào? Cảm nhận thì anh vui tính, anh rất là dễ thương. Cảm ơn. Anh thì anh sợ rắn rồi sợ mấy con đó, đó. Còn em thì em chẳng sợ con nào hết. Hay con rắn thì cũng không sợ nữa. Dữ dằn ha. Con gì anh cũng không sợ. Bạn gái nãy có nói á, là bạn ấy cũng không cần phải nói, hành động thôi. Thì bạn có thể hành động điều gì đó để bạn gái tin rằng bạn có tình cảm với bạn ấy. Hành động đi em. Cho anh nắm tay em được không? À, rất là ấm chị Thường. Em đang rất là run. Nắm tay cũng chưa chắc là phải yêu đâu. Chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Giống như yêu cầu của bạn nữ là không cần nói, chúng ta chỉ cần hành động thôi. Và bây giờ hành động của các bạn như thế nào đây? Để biết hai người hẹn hò và yêu nhau sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau rồi đấy. Nắm tay nhau đi nào. Bây giờ em gái cảm giác thế nào khi mà chàng trai làm những hành động đó? Hơi hồi hộp anh. Hôn cô gái đi nào. Anh như thế. Đó. Tuyệt vời. Những cái gì đó nó kinh dị quá. Sợ gì? Những thứ giống ma. Em sợ ma nhưng em thích coi phim kinh dị. Em thích một người tròn tròn. Tròn. Cô gái Đà Lạt cũng đẹp. Em không phải gái gốc Đà Lạt. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn trai. Em tên là Võ Văn Hiệp. Em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là đang hỗ trợ phần kinh doanh của tại ngân hàng Sacombank. Em bao nhiêu tuổi? Dạ 30 ạ. Mời bạn gái. Dạ em chào chị Cát Tường ạ. Chào anh Quyền Linh ạ. Em chào quý vị khán giả. Chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Lê Thị Thảo. Em 31 tuổi ạ. Em làm kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Lâm Đồng. Mình có ngại quê bạn trai mình nhỏ hơn mình một chút xíu không? Dạ, miễn sao người đó chín chắn và có suy nghĩ. Không vấn đề gì hết ha. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là tính em là thẳng thắn và em biết nấu ăn. Khuyết điểm của em thì nhiều khi em thấy thẳng thắn quá thì cũng không có tốt. Thì còn gì nữa? Bạn gái rung quá. Em bình tĩnh thôi, có gì đâu, không có gì rung hết. Bạn trai hát được không em? Tặng bạn gái một bài, bạn gái đang hồi hộp. Dạ, không phải sĩ trường nhưng mà một chút xíu chắc cũng được ạ. Nhiều khi anh thường mơ một mình ngồi ngân ngỡ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Để bạn trai bên đây nói trước đi cho bạn gái đỡ rung ha. Rồi. Bạn có khuyết điểm ưu điểm gì? Dạ ưu điểm của em là thể thao ạ. Thể thao. Dạ đặc biệt là đá bóng, em rất là thích đá bóng ạ. Còn gì nữa? Dạ ngoài ra thì em có thể làm được việc nhà, nấu nướng giặt giũ. Được rồi, biết nấu nướng giặt giũ là làm việc gia đình là được rồi, đàn ông vậy là tốt rồi. Có khuyết điểm gì không, tật xấu gì không? Dạ cái khuyết điểm lớn nhất của em đó là nói hết ạ. Với lại em hay bị tâm lý ở chỗ đông người ạ. Với lại em sợ những cái gì đó nó kinh dị quá. Sợ gì? Những cái thứ kinh dị anh. Ví dụ như sợ ma. Dạ giống giống vậy đó. Rồi sợ gì nữa? Những thứ giống ma. Thử thứ giống ma. Có thấy con ma chưa? Dạ trên phim ảnh. Trời ơi, đi chơi bạn gái sợ ma rồi sao trời? Dạ tại em có một mình á, dạ, nếu mà hai mình chắc là sẽ đỡ sợ hơn. Rồi bạn gái có sợ ma không? Dạ em sợ ma nhưng em thích coi phim kinh dị. Mốt có vé xem phim, hai bạn rủ nhau đi xem phim kinh dị có ai sợ hơn ai. Ha. Rồi nãy giờ có nhớ ra được khuyết điểm gì của mình không? Khuyết điểm của em là em hay ngại trước đám đông, mất bình tĩnh và em cũng có một chút hơi nóng tính. Tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua hai mối tình, một mối tình thời sinh viên và một mối tình thì em chia tay cách đây hơn một năm.
Lý do tại sao chia tay? Tại vì em thấy cái quan điểm sống của hai người càng ngày càng không có hợp nhau. Bạn trai mình trải qua mấy mối tình rồi bạn? Dạ em trải qua một mối tình chính thức và cũng vài mối tình đơn phương rồi chị. Tại sao chia tay? Dạ cũng hồi đó sinh viên em cũng hay hay chơi bóng nhiều á anh. Xong rồi bỏ bê bạn gái đúng không? Dạ. Mê bóng mà bỏ bạn gái là không có được. Mai mốt á là phải chăm sóc bạn gái, dành thời gian cho bạn gái nha. Dạ. Thôi bây giờ để anh coi bạn gái sao mà nhút nhát dữ vậy. Nhát lắm. Ồ, bạn gái dễ thương. Hàng ngày em vẫn nhút nhát vậy đó hả? Dạ không anh, tại là em trước đám đông này em hơi bị mất bình tĩnh. Bây giờ là bình tĩnh đi, hít thở thật sâu vô nè. Thôi thở ra, cười tươi lên. Đó, đâu có gì đâu. Khỏe chưa? Dạ em thấy đỡ nhiều rồi. Khỏe ra rồi ha. Bây giờ em muốn tìm người yêu thế nào? Nói cho anh coi coi giống bên đây không? Người phải cao hơn em. Cao, có cao. Quá cao luôn. Em thích một người tròn tròn chứ em không thích ốm. Tròn. Có một người tròn. Có tròn, đang đứng. Em thích một người làm trong công việc nó có tính chất sáng tạo á anh. Em làm việc sáng tạo không? Dạ có anh. Có, sáng tạo mới kiếm khách gì được chứ, gì nữa. Em muốn một người đã sống tình cảm, thiên về gia đình nhiều. Được không? Dạ được anh. Dạ. Biết san sẻ việc nhà này kia, biết cũng quan tâm đến mình, đến gia đình mình. Mẫu hình lý tưởng anh Quyền Linh ạ. Hả? Anh này cao hơn anh, trẻ hơn anh, không chọn bằng anh, tính tình dễ thương hơn anh. Rồi xong. Mẫu người lý tưởng của bạn trai là như thế nào? Thứ nhất thì em thích một phụ nữ có một cái nụ cười thiệt là tươi, thích chơi thể thao một chút xíu cũng tốt, hiền dịu một tí, đừng có cá tính quá. Còn gì nữa không? Nhiều lắm thôi. Bạn để hỏi em có chơi thể thao gì không em? Dạ em không có chơi thể thao. Cố gắng quen anh này, anh sẽ dẫn đi đá banh. Nếu mà được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân? Dạ chắc khoảng một năm là. Sao em cao quá vậy? Dạ em cũng biết nữa. Em cao mét mấy? Dạ 1m84 ạ. Hả? Được. Ngoại hình muốn cao thấp mập ốm, tóc dài tóc ngắn, muốn kiểu hình dung như thế nào? À dạ nhắc tới ngoại hình mới nhớ. Đừng có gầy, gầy quá. Không có gầy đâu, yên tâm. Em thử hình dung bạn gái bên này như thế nào? Em đoán thử cho coi cái linh cảm của em có đúng cái không? Cái linh cảm của em á hả? Chắc bạn sẽ không gầy ạ. Tính 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 tình thì cũng khá là hiền. Rất hiền, không gầy, bạn đã đoán đúng. Đúng gì nãy giờ thấy nhút nhát không dám nói là biết hiền rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chú thím và em trai của em. Chào anh Quỳnh Linh với chào các tường đang quay với chào bạn bên. Cháu trai thì cũng mạnh dạn được, cũng vui vẻ thì thấy cũng được. Cho thêm ý kiến em trai, em ruột đúng không? Dạ em ruột của em. Em ruột rồi. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người, chào anh trai. Dạ em thì thấy anh trai có sở thích rất là giống em rồi, em thích rất là thích đá banh. Em thấy anh thì cũng với chị cũng đứng tuổi rồi, nên hãy suy nghĩ thật kỹ để đi đến cái quyết định chính chắn của mình. Dạ em cảm ơn. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với lại chị gái, em gái với lại mấy bạn đồng nghiệp ạ. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em là chị ba của Hiệp. Bạn gái này cũng dễ thương. Nếu mà được thì hai đứa cho nhau một cơ hội để tiến tới. Gia đình mình có đưa ra tiêu chí muốn tìm con dâu như thế nào không? Dạ không, má em nói là dâu hiền là được, nhưng mà em thấy bé thì cũng hiền. Dạ em chào chị. Rồi em cảm ơn chị. Rồi bây giờ tới giây phút hai bạn gặp nhau, chúng tôi sẽ mở hàng rào ra. Rồi, gửi tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Quá cao. Hai món quà nhỏ này là em tự tay em làm để gửi cho anh chị. À vậy hả, em tự theo đó hả? Dạ à. Em tự làm ạ. Rồi, cảm ơn em nhiều. Cha, dễ thương. Còn đó. Đây là món quà mà em đêm hôm qua em thức cả đêm để làm cho anh. Hy vọng là nó vừa thôi. Rồi, cảm ơn em nhiều. Cái gì vậy? Cái đó là cái gì mà làm cả đêm tặng vậy? Mở ra coi thử. Anh mở ra xem được không? Dạ được ạ. Một cái nón len chị. Ồ. Đẹp quá. Đội vào đi em, đội vào. Ồ. Quá đẹp luôn. Đội vừa đội sâu quá, tao tưởng đi tu. Anh có thấy món quà này không ạ? Thích em, đẹp. Em khéo tay quá không? Bữa nào làm cho anh mấy cái nữa nha. Chi vậy? Làm cái là làm chi mấy cái? Tao thức nguyên đêm mới làm được cái đó đó. Chúng ta bắt đầu trò chuyện đi các bạn. Em có muốn hỏi gì không? Em thích một người đàn ông chủ động hơn. Trước tiên thì anh thấy em rất là hiền và dễ thương. Em ở Lâm Đồng đúng không? Dạ đúng rồi. Có gần thành phố Đà Lạt không?
Dạ không, em ở gần Bảo Lộc, Bảo Lâm ạ. Anh cũng có một dịp để đi lên trên đó, tại anh cũng chưa lên Đà Lạt bao giờ, nghe nói Đà Lạt đẹp hơn. Thì lại nghe nói con gái Đà Lạt cũng đẹp. Dạ, thật ra em không phải gái gốc Đà Lạt. Cưới về thì tiền bạc ai giữ? Em cũng muốn là người quản lý tiền bạc trong gia đình. Em nghĩ là người phụ nữ thì nên giữ tiền thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà anh không có cái quan niệm đó. Mình nên chia sẻ nhau một chút. Ví dụ như nếu em giữ hết thì anh cũng hơi khó. Tại vì quan điểm của em là em không có giữ hết tiền của anh. Ví dụ như là anh về anh đưa bao nhiêu rồi như thế nào đó, thì cái quỹ chung như thế nào đó để lo cho gia đình. Còn có vấn đề mà người đàn ông mà của em á, mà nghĩ là đi ra ngoài mà không có đồng trong túi là không có chuyện đó xảy ra. Trước khi quyết định bấm nút hay không bấm nút, chàng trai sẽ thể hiện cái tài năng của mình là một người mê bóng. Mê bóng đến nỗi mà bỏ bạn gái luôn đó hả? Dạ, đối với anh chị em cũng có một màn quay diễn nhỏ nhỏ mà cũng lâu quá không gặp, có gì quý vị khán giả bỏ qua cho. Rồi. Wow. Dữ nha. Ở đây là cái sân khấu rất là khó. Hơi nhỏ. Thôi hơi nhỏ. Tập quá mà tập đến người yêu bỏ luôn mà. Hôm nay mê bóng gì mê nha. Nhưng mà nhớ là phải chăm sóc cái người mình yêu thương. Quan trọng lắm nha em trai nha. Đây, đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ, bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Cao quá nha. Cao. Các bạn làm tôi cũng giật mình, tưởng nó không ai bấm hết trơn chứ. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Rồi, hôn nhau nào. Em nhìn đẹp là được rồi. Cho dù mọi người nói bạn nó xấu cũng không sao. Dạ, tại vì em năng động rồi, em trẻ rồi. Hai người mà cùng trẻ nữa chắc là hả, chắc tâm bậy tân bừng luôn á. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, mình giới thiệu về bản thân đi em. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào quý vị khán giả, em tên Vân Anh. Em đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty điện thoại. Quê em ở đâu? Em ở đây chị. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em tên là Đại Xuân, em năm nay 27 tuổi, hiện đang là quản lý phòng tập thể hình quê anh Sài Gòn. Quê Sài Gòn luôn, ở dạ. Quận mấy? Dạ, quận 9. Bạn tập thể hình lâu chưa? Hả? Dạ, cũng khá lâu. Khá lâu, tướng vạm vỡ ha. Hả? Sáu múi á. Em có thích bạn trai vạm vỡ không? Em thích một múi chị. Vậy là thích giống như anh Quyền Linh vậy đó. Dạ. Đây thích có một múi thôi, có thích sáu múi nha. À, dạ. Dạ. Ừ. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em đã trải qua ba mối tình. Quen ít nhưng mà để quên người đó lâu. Bao lâu mới quên? Khoảng 2-3 năm. Vậy là một người chung thủy. Bây giờ còn nhớ người kia không? Dạ hết. Rồi bây giờ em muốn kiếm người bạn gái mới như thế nào? Dạ, người bạn của em thì nói chung ngoài ngoại hình em nhìn đẹp là được rồi. Cho dù mọi người nói bạn nó xấu cũng không sao. Nói chung em đã nhìn đẹp là được. Đẹp là sao? Thế em quan điểm đẹp là sao? Nói chung mình nhìn có cái gọi là hợp nhãn là được thôi. Chung em nhìn em mới biết được, chứ còn giờ nói diễn tả cũng hơi khó. Nhưng mà cái nhãn của em sao? Dạ có thể là bạn đó hơi cao. Ngoại hình xinh xắn, dễ thương. Chúng mình nhìn mình cảm thấy mình thích là được rồi. Nếu mà người ta chơi xấu cũng sao chứ, đúng không? Đúng rồi, mình nhìn đẹp là được rồi. Mấy người mà không có cái miêu tả cụ thể mà nói kiểu như là sao cũng được là mấy người này nó khó lắm, đúng không? Bạn gái, bạn tìm mẫu người như thế nào? Em thích cái mẫu người mình nói chung là nhìn chững chạc chút, nhìn chín chắn một chút xíu. À. Dạ, tại vì em năng động rồi, em trẻ rồi. Mà kiểu mà hai người mà cùng trẻ nữa chắc là hả, chắc bậy tân bừng luôn á. À, rồi. Có điều gì em không thích ở người đàn ông? Là phụ nữ thì ai cũng thích, không thích là đàn ông gia trưởng hết. Ngoại hình là đơn giản chỉ... Nói chung thì em thích gọn gàng, cao hơn em được rồi. Thân em thì 3m bẻ đôi chị. Mà em cũng tự ti lắm nên em hay cái mang giày cao lên để mà ăn gian chiều cao của em á. Bên này cao hơn nhiều đấy. Nhưng mà về tình trường thì mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em thì mới có hai thôi. Hai thôi. Rồi chia tay mối tình sau này bao lâu rồi? Dạ cách đây khoảng hơn năm.
mình còn vướng vấn gì giống như đã qua rồi chị, thì mình tốt nhất mình nên tạm gác lại, mình không nên nhớ nữa. Bây giờ nếu mình tìm được người đúng đối tượng thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Thì bây giờ em cũng 26 tuổi rồi, cũng không còn quá nhỏ nữa, mình cứ long bông nữa thì khoảng 1 năm hoặc 2 năm nếu mà hợp. Dạ. Rồi, để chị hỏi bạn trai coi khi nào thì bạn ấy tiến tới hôn nhân được nha. Dạ, em chào chị. Chà, cái này ai nói 6 múi. Cái này một múi đó. Được hả? Chị muốn mấy múi, không có mấy múi. Chị đâu có muốn. Bạn gái này muốn chứ chị muốn gì chị? Khỏe hả? Khỏe. Chắc cho hít đất cái mở hàng cho nó nóng người cái đi rồi nói chuyện. Được không em? Dạ được chị. Làm đi em. Nhỏ mà. Chị khoái mấy cái vụ hít đất lắm. Coi người ta hít á, tại chị hít không có được. Bao nhiêu cái vậy hả? Hít khoảng 200 cái đi em. Tùy hỉ. Hít sao mà anh thấy là 1, 2, 3. Cái này hít hơi ăn gian đó. Chưa có xuống sát nha. 7, 8. Ở dưới đếm với mình đâu có đếm đâu. 10, 11, 12. 20 đi. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Đủ chưa quý vị? 20. Khỏe luôn. Cười ha. Cười ha. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em là con người thời gian đúng thời gian. Hầu như em chơi với bạn bè hoặc là công việc, chưa bao giờ em đến trễ giờ. Thứ hai là trong cuộc sống thì em có thể em quản lý tiền bạc cho gia đình rất là tốt. Điểm của em là em sống hơi thực tế. Có nghĩa là mình sống mình phải có cái điều kiện vật chất nó tương đối ổn định thì nó mới tốt được, chứ em không có mơ mộng một túp lều tranh hai trái tim vàng mà vẫn có gì đó nó phải ổn định hơn. Mà bây giờ mình đang trên cái con đường ổn định nó được bao nhiêu phần trăm rồi? Chung bây giờ em mới lo cho gia đình em được. Em sống với mẹ thì em lo cho mẹ được. Vậy là tốt rồi ha. Dạ. Mà mình nếu được bao giờ mình có thể kết hôn được? Dạ, nếu đẹp thì trong cuối năm nay hoặc là năm sau. Vậy thì có vợ về thì mình cũng sống chung với mẹ để lo cho mẹ hay sao? Dạ đúng rồi. Nhà mình con trai, em con trai mấy? Dạ, mấy dạ con mẹ? Một. Rồi ok, cảm ơn em. Không, anh nghĩ bạn trai là người rất điềm đạm, rất chung điềm thủy đạm. Đấy. Rất là chín chắn, điềm đạm, có hiếu. À, chào em gái, rất là dễ thương. À, bạn trai bên đây có vẻ hơi hiền, hơi tính truyền thống chút xíu. Truyền thống hả? Tức là muốn những cái gì nó phụ nữ là phải kính cổng cao tường, không có hiện đại quá gì đó. Dạ. Còn tính của em sao? Tính em thì em không phải là phụ nữ truyền thống rồi. À, là hiện đại hả? Đúng rồi. Em nếu mà những bạn trai mà yêu cầu mà truyền thống mà kiểu công dung ngôn hạnh hoặc là điềm đạm thì chắc không phải là em rồi đó. Em thì rất là năng động. Quậy tưng luôn mà đúng không? Tưng luôn á. Ô, hiện đại nhưng mà lúc nào cần truyền thống thì truyền thống chứ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thì tùy môi trường, tùy hoàn cảnh. Vậy thì làm dâu em có đặt nặng vấn đề này không? Làm dâu hả? Em cũng không có đặt nặng lắm, nhưng mà cái quan trọng thì em không phải là nàng dâu khéo rồi đó. Miễn là ăn thua mình có muốn, mình có chấp nhận điều đó mà mình chịu khó học hỏi hay không thôi. Tại vì em vừa đi làm nữa thì không thể nào mà có thể là vừa trong vừa ngoài mà lo chu toàn được hết như mọi người. Em không thích gì người đàn ông? Phụ nữ thì không ai thích mà đàn ông mà. Thứ nhất á là lăng nhăng. Thứ hai là gia trưởng và vũ phu. Đàn ông thì là chủ dự của phụ nữ thì phải biết, nói chung cũng phải biết chăm săn sóc. Tại em thì gia đình em, ba mẹ em không có sống chung với nhau cho nên em cũng rất hay là nhõng nhẽo lắm. Nhõng nhẽo đúng không? Dạ. Anh thấy anh này có đức tính cũng tốt đó em ạ. Chung thủy nè, điềm đạm nè, sạch sẽ, ngăn nắp, đúng giờ. Nếu mà đúng giờ em thì em là phụ nữ cho nên nhiều khi em hay đến trễ lắm. Có vấn đề thôi, gì không? Thôi ngay vụ đó đi. Dù đến trễ gì, dù làm dâu á ha. Đó, hôm nay mình có chuyện mình đi với hai đi theo ủng hộ em không? Dạ có, em đi với chị em với hai đứa em của em ạ. Rồi chào chị. Chào chị Cát Tường. Chào Nguyễn Linh. Rồi em thấy chàng bên đó với Văn Anh thì như thế nào? Dạ em thấy rất là manly, rất là xứng với Văn Anh luôn ạ. Thấy hợp với bạn em của em không? Dạ hợp. Nhưng mà anh đó anh nói là anh muốn người giống như anh Linh nói đó, muốn tìm một người truyền thống vậy thì em thấy là Văn Anh có phù hợp không? Này ổng nãy em không có nghe anh nói là muốn kiếm một người truyền thống, nhưng mà anh nói. Linh nói không có nói, anh cái đó anh nghĩ thôi, anh Linh nghĩ. À không, mà nhưng mà em nghĩ chắc là anh không có nhất thiết phải là truyền thống đâu chị. Chủ yếu là hai người hiểu nhau và hợp nhẽ của anh là anh sẽ ok rồi. Nhưng mà em Văn Anh dễ thương lắm anh. Rồi, cảm ơn em. Hôm nay đi với ai? Em đi với ba bạn cấp 3 và hai đồng nghiệp cũ. Rồi chào em. Dạ em chào anh Linh, chào chị Tường. Rồi, chào, chào quý vị trong trường quay cùng quý vị xem qua truyền hình. Dạ em là Công Tuấn, là một người bạn cũng như là đồng nghiệp cũ của bạn Xuân. Dạ thì anh thấy cô gái bên kia có hợp với bạn của em hay không? Dạ Xuân ơi, thì bạn nữ bên này thì nói chung cũng nhìn cũng chững chạc đó Xuân ơi. Nhưng mà còn về cái Xuân nhìn thấy thế nào là do mắt của Xuân thôi.
Rồi cảm ơn bạn. Thôi rồi, bây giờ là kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau thôi. Gặp nhau trò chuyện nha, để hiểu hơn. Rồi mời bạn. Nhìn mới các em vô rẻ. Cái tưởng tượng của em lúc mở màn anh sao? Có khác. Em tưởng anh sao nãy sao lúc thì anh nói là 6 muối, lúc thì 1 muối nên em bị hỗn loạn. Nói chung mình muốn mấy muối cũng được hết trơn này. Nhưng em thích 1 muối à, em thích nó tròn tròn. 1 muối còn dễ hơn chứ. Dễ hơn. Còn anh thì anh đánh giá như thế nào? Chung là hơi bất ngờ về ngoại hình của mình. Đẹp. Chúng mình nhìn đẹp và đẹp rồi. Còn vấn đề làm dâu thì thật sự là mẹ anh nhà rất là dễ. Có một mình mẹ thôi rất là dễ. Việc nhà anh vẫn hay làm được. Anh có ngại khi phụ giúp công việc nhà ví dụ sau này anh... Chúng anh sống với mẹ anh vẫn phụ mẹ bình thường mà. Có ngại vấn đề đó không? Không có ngại đâu em. Thiệt không? Thiệt, anh đi chơi bạn bè vẫn vô rửa dáng bình thường mà. Cái lỡ mà ví dụ em đi chơi, ví dụ anh mời đi chơi xa chẳng hạn. Cái quan điểm về tài chính lúc đó thì sẽ như thế nào? Chúng mình có khả năng thì anh sẽ trả thôi. Còn không có anh sẽ không đi được. Có tiền mới mời chứ. Có mời, anh mời nha, còn nếu em mời là khác rồi, đúng không? Nói chung anh mời anh phải trả rồi, đó là điều hiển nhiên rồi. Còn nếu em ấy mời thì sao? Mời chắc cũng phải trả luôn hay sao anh? Đó. Như nãy anh nói có vấn đề là anh quản lý tiền rất là tốt. Nghĩa là gia đình mình tiền giao cho anh quản lý rồi đó đến giờ. Nghĩ là tiết kiệm nó sơn. Em thì về quản lý chi tiêu em cũng khá ok. Nhưng mà lâu lâu cũng hơi vung tay quá chán. Chung mình phải có mỗi khoản khác nhau. Một khoản đi chơi mình sẽ có một khoản riêng. Không bao giờ xài lỗ. Rồi bây giờ mình nói một câu gì đó để chúng ta đi đến quyết định bấm hay không bấm. Nói chung là cảm xúc em bây giờ là có rất là có cảm tình với bạn. Mà từ cảm tình mình sẽ phát triển hơn nhiều mối quan hệ khác nữa. Hy vọng là bạn sẽ cùng mình tìm hiểu. Bạn gái em muốn nói gì nữa? Em không biết nói gì hết chưa. Thôi, chúng ta sẽ nói bằng nút bấm nha. Nào, một. Hãy làm theo những gì con tim mình mách bảo các bạn nha. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Nào, hãy nắm lấy tay nhau. Hãy hôn nhau để đánh dấu một ngày đầu tiên rất là đẹp chúng ta gặp nhau. Trời ơi, cái gì mà nhăn dữ vậy? Làm giống như khỉ ăn ớt vậy. Không để ngày sau đi. Để ngày sau gặp nó thoải mái hơn. Thôi bây giờ đi chia lại 7 năm giống như chia bài vậy. Rồi, bây giờ giới thiệu ưu điểm nhược điểm của mình đi. Em không có biết nấu ăn hay nạt nữa. Hả? Dạ, ai mà làm phật ý em là hả? Em nạt lại liền. Ví dụ nạt sao? Thôi xin mức độ, ví dụ giờ anh đang làm gì em bực mình nè, đang trước mặt em nè. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì bị ghê vậy? Em đang bực mình là em quýnh. Trời ơi, em quýnh luôn hả? Dạ. Có em hay em là em cầm gì là em chọi đó hoặc là cầm cây quýnh. Rồi cầm cây quýnh luôn hả? Dạ xin chào quý vị khán giả, em tên là Linh, năm nay em 24 tuổi, em ở Bình Dương và em hiện tại là cán bộ đoàn. Rồi mời bạn nam giới thiệu. Dạ chào anh Linh, chào chị Cát Tường, chào cả mọi người. Em tên là Nguyễn Hằng Anh, nay 27 tuổi, đang làm kế toán dưới quản lý nhân sự cho ông chú gần nhà. À làm cho ông chú, nói chung là công ty nhà. Ở đâu? Em ở Cẩm Mỹ. Từ nhà anh mà qua em chắc ở 100 cây. Đường xa không có gì trở ngại hết. Nếu chúng ta có tình yêu, bạn yêu bao giờ chưa? Dạ cũng được 4 năm mối tình. Cũng dữ ha. 4 năm mối tình mà không tìm cho mình một ý trung nhân nào được hay sao? Tại ở cách xa, bạn kia là ở ngang xa quá. Còn mấy mối tình kia là gần nhưng mà không hợp. Bây giờ mối tình này là vậy là xa hay gần? Cũng gần. Nhưng mà cái gì mà không hợp mà phải chia tay 4 năm mối tình dữ vậy? Dạ do em ham chơi. Trời ơi, chơi gì mà anh ham chơi? Tối đi chơi với mấy người bạn. Bạn trai hay bạn gái? Bạn trai. Ham chơi quá mà bỏ bạn gái luôn á hả? Bây giờ tính sao mà đi đến đây rồi mai mốt quen xong rồi nó ham chơi nữa mệt lắm mà. Giờ lớn hết ham chơi anh. Ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Khuyết điểm là do chắc nhát gái chị ơi. Trời ơi. Trời ơi. Nhát gái quá ha. Khuyết điểm là cái chỗ ham chơi đó. Đúng chứ rồi. Phải nhát gái. Bao nhiêu lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Chắc có 2 năm đó chị. Bạn gái thì sao? Hôm nay tại sao mình lại ngồi đến đây? Mình không tìm được người bạn trai cho mình. Em cũng không biết tại sao nữa chị. Bình thường thì cũng có mấy người là do
ba mẹ với lại anh chị đồ cũng giới thiệu. Mà không biết tại sao mà cứ vài ngày là mấy người đó đi lấy vợ hết. Bỏ em lại mà không có lý do gì sao? Em cũng hỏi sao mà tự nhiên đang theo em không? Theo thôi, đang theo em cái đi lấy vợ. Nói tại vì chờ em lâu quá không được, nên là anh lớn tuổi nên anh đi lấy vợ. Thì bây giờ em định bao lâu thì em mới tiến tới hôn nhân được? Khoảng 2 năm nữa chị. 2 năm vậy là cũng phù hợp với anh kia. Nhưng trước giờ em có mối tình nào chưa? Dạ em có một mối tình là kéo dài 7 năm. Có nhiều lý do nên là bọn em chia tay. Không chia tay cho sớm đi mà để tới 7 năm mới chia tay. Cũng chia tay nhưng mà chia tờ rồi lại rồi chia rồi lại. Mà giờ dứt hẳn chưa? Dạ rồi. Bao lâu rồi? Khoảng 3 năm rồi. Thí dụ giờ anh trở lại rồi em đồng ý không? Dạ không, chia tay rồi thôi chứ quay lại chi nữa làm. Thì chứ hồi đó em mới nói là cái chia rồi mà chia tới chia lui, dính tới dính lui hoài. Nhưng mà bạn đó thì có lỗi lầm mà em không thể bỏ qua được nên. Mà 3 năm nay có còn qua lại nhắn tin điện thoại gọi hỏi thăm rồi gì nữa không? Lâu lâu thì bạn cũng hỏi thăm nhưng mà em xác định là không có. Bạn nó lấy vợ chưa? Dạ chưa. Rồi tôi cũng phải lo lắng lắm nha, lo tình lắng yêu đi. Cũng lạ nha. Thôi bây giờ đi nè, chia lại 7 năm giống như chia bài. Rồi bây giờ giới thiệu ưu điểm nhược điểm của mình đi. Em không có biết nấu ăn hay nạt người yêu. Hả? Dạ ai mà làm phật ý em là hả em nạt lại liền. Ví dụ nạt sao? Thôi thì mức độ, ví dụ giờ anh đang làm gì em bực mình nè, đang trước mặt em nè. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy ghê vậy? Em đang bực mình là em quýnh. Trời ơi, em quýnh luôn hả? Dạ có. Em hay em là em cầm gì là em chọi đó, hoặc là cầm cây quýnh. Rồi cầm cây quýnh luôn hả? Đó giờ có bị ai quýnh lại chưa? Dạ chưa. Thôi sao dữ dữ trời, chắc cái mối tình 7 năm đó chắc cũng quýnh ta tàn nát hết rồi nè. Không có quýnh anh cờ. Bạn đó thì em chỉ cắn tan nát tay. Trời ơi. Còn cái tật xấu gì nữa không? Dạ em ăn nhiều. Ăn nhiều rồi gì nữa? Lúc nào em cũng thấy cười được, buồn cũng cười, vui cũng cười, mà đang làm cũng cười, ngủ cũng chị ngủ hai cũng em... cười. Chị hai em cũng hay nói là sao mày cười hoài vậy? Năm cưới, sinh nhật, đám giỗ, quậy, năm ấy cũng cười, có không? Trời ơi, lạ, nhân vật bên kia cũng lạ nha, đám gì cũng cười chân á, nhưng mà nghe sợ không? Dạ bình thường. Trời ơi, ông này cũng lạ. Bạn trai, bạn có ưu điểm, khuyết điểm gì bạn kể nghe thử coi. Dạ, biết nấu ăn, biết pha sinh tố. Biết nấu ăn hả? Rồi, tật xấu gì? Tật xấu, hơi lười tí. Dạ, em cũng lười. Rồi, hiểu cái cặp này về ở nhau cái nhà ra làm sao rồi đó. Mình mong muốn tìm một người yêu như thế nào? Cá tính. Đó, mình nói cá tính lắm. Ra ngoài là hiện đại, về nhà giống như phụ nữ hiền diệu trong nhà. Hiền diệu hiểu rồi đó, bà hiền diệu lắm. Cắn nát cái đường á. Sợ không bạn? Dạ không chị ơi. Trời đất ơi, đây cũng lì lắm á, không đơn giản đó nha. Bây giờ ví dụ như giờ bạn gái bạn xách cây bạn rượt đánh bạn, bạn xử lý sao? Chừng nào mình có lỗi thì đánh chứ không có lỗi thì đánh được chị. Đang bực bội ta rượt ta xách cây đánh bạn là bạn làm sao? Mình chạy. Chạy ví dụ vòng vậy đó hả? Dạ giống xưa má em với em thôi. Ồ vậy á hả? Giờ vợ với đâu có sao đâu. Gu này cũng lạ lắm nè. Rồi em thích mẫu người bạn gái làm sao nữa? Giống má em. Má em là ra làm sao? Hiện đại lùng lùng mập mập. Hiện đại lùng lùng mập mập. Rồi lấy vợ về có làm dâu không? Chắc phải về nhà mà. Làm biến quá sao làm dâu đó được? Đó về chỉ lại. À hả. Bạn không thích điểm nào ở người bạn gái? Nhậu nhẹt, chửi thề rồi hay đi khuya. Để hỏi coi chửi mà không biết có chửi thề không? Để hỏi. Ủa em giữ em chửi em nạt nộ mà có khi nào em chửi thề không? Dạ không. Hả? Này nhậu chắc có phải không? Dạ có. Nhiều ít? Dạ cũng một hai chai. Có hay đi khuya không? Lâu lâu có chị. Đi khuya nhất là mấy giờ? Dạ 11 giờ. Thôi cũng được, chưa quá nửa đêm. Rồi mình gặp gỡ người thân coi cái tình hình cá tính của hai người này thế nào nha. Bạn trai đi với ai? Dạ đi với anh họ. Anh họ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Sau đây em xin nhận xét một ngắn gọn. Đẹp. Dạ, 9/10. Đứa nào 9, đứa nào 10? Dạ, chắc bên đây 10. Dễ thương, hiền thì phải suy nghĩ lại. Em thì sao, mình có đi với ai không? Dạ, em đi với anh chị hai của em, với bạn của em. Anh ruột á hả? Dạ không, chị là chị ruột, còn anh rể. Rồi, chào anh. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Đến chương trình đây thì cũng mong muốn cho em gái
tìm được một nửa hạnh phúc của mình. Chúc em gái chọn được đúng người mình cần tìm. Anh nhìn bạn đó là sao? Bạn thì ok, giống anh đó. Giống anh vậy gì? Ngoại hình, tính cách nữa em gái. À, giống anh là ok đó hả? Em không cần là đẹp trai, nhưng mà phải dễ nhìn, phải nuôi được em. Tại vì em cũng khó nuôi lắm. Nuôi được không? Được. Được. Mình không có đưa ra cái mẫu người giống ai không? Chân chất thật thà giống anh Nguyễn Linh là được chị. Đây cũng đen đen giống tôi nè, đẹp trai hơn tôi thôi. Thôi giờ mình kéo màn lên đi, cho hai bạn trẻ gặp nhau có tình hình nó sao. Kéo màn. Nói trò chuyện đi, để hiểu nhau kỹ hơn. Dạ, cảm ơn anh. Anh nhìn em, anh thấy em sao? Em dễ thương. Mập. Thích ăn nữa đó. Anh có nhậu không? Chắc cũng có. Dạ mà nãy giờ em chưa biết anh tên gì luôn á. Anh tên Hoàng Anh. Dạ anh có nhậu không? Mới hỏi tức thì trời cô này. Anh có. Vậy nếu như mà được á thì anh có chịu bỏ nhậu không? Cái này là cũng lâu lâu mình đi tiếp xúc với công việc là phải nhậu em. Anh có tính gia trưởng không? Không. Vậy tại vì em á, nhà em thì còn có mình em mà chị hai em đi lấy chồng rồi. Nên là nếu mà được thì anh có về ở gần với ba mẹ em được không? Cái đó để anh xem, anh xem xét lại. Em thì không có biết nấu ăn, cũng việc nhà thì em vụng về lắm. Nên là bối rối quá. Bối rối, bạn trai tên gì còn nhớ không? Hoàng Anh. À, hay. Bạn trai biết tên bạn gái không? Dạ, quan chứ. Xứng đôi vừa lứa đúng luôn á. Kẻ chính lạng người nửa cân đó, 1 9 1 10 á. Linh, Linh, Quyền Linh. Nó nói quá thôi mình hát đi bạn. Làm công tác đoàn là hát hay lắm nè. Hát tặng bạn trai một bài đi. Dạ, em xin hát tặng anh. Bao đêm em mơ được gặp anh, thầm ước trọn kiếp bên người. Ngày xưa anh nói yêu thật nhiều một mình em, vì tim em trao anh dành trọn hết con tim yêu. Mà sao anh đành gian dối hỡi người. Thôi anh hỏi em đi, em hỏi anh hoài vậy. Bây giờ nè, em cảm nhận về anh sao, em thấy anh được không này kia, vô vấn đề luôn. Giờ hẹn hò mình có sao một kìa. Phút nữa thôi, 100 cây số đó. Em thấy anh sao? Em thấy anh cũng dễ nhìn, nhìn hiền á, mà em không biết có hiền không thôi. Nếu mà có hẹn hò thì anh tính lên Phú Giáo 1 tuần mấy lần? Nếu sắp xếp việc được chắc 1 tuần lên 1 đến 2 lần. Nhưng mà em thì thích lên nhiều rồi. Cái đó là chắc không được em ơi, công việc nữa. Tới đây cũng gặp có duyên, nếu có gì thì mình vẫn là bạn. Dạ, nếu mà được thì chúng ta là bạn, có gì em qua Đồng Nai thì em liên lạc với anh cà phê. Cứ điện cho anh. Dạ. Rồi, hết thời gian luôn. Để tay nút bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ nhé. Bấm nút là các bạn đồng ý để tiến đến xa hơn nữa. Không phải bấm nút là uống cà phê đâu nha. 1 2 3. Hết thời gian. Tôi thấy rằng hai bạn cũng có một chút cảm tình với nhau, nhưng về suy nghĩ thì như nó khác nhau đúng không? Thì mấy cái chưa hợp. Chưa phù hợp lắm. Dạ. Rồi, hy vọng rằng chúng ta tìm được một cái tình yêu đủ lớn để chúng ta vượt qua tất cả mọi thứ. Đây, xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Điểm nóng tính chị, bình thường rất là dễ thương, mà nhưng mình đụng một cái là nó sụp lông lên. Chưa có quen ai, chưa nắm tay, chưa hôn ai luôn chị ơi. Em hơi ghen quá mà với Thường đó, em đang nghi lắm. Mời đàn trai. Mời đàn trai ngồi. Và xin mời đàn gái bước ra sân khấu. Bây giờ em trai giới thiệu mình cho bên kia nghe nha. Dạ, trước tiên em kính chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và bạn gái bên kia và tất cả quý vị có mặt tại trường hôm nay. Thì em tên Trần Trọng Nhân, em sinh theo nếu mà giấy tờ thì em sinh năm 1987, mà tuổi thật của em là sinh năm 1985. Thì hiện tại quê của em thì ở Long An, hiện tại em đang làm việc ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ạ.
Nhân làm gì Nhân? Dạ em là nghề nghiệp chính của em là kỹ sư cơ khí và hiện tại em là làm việc văn phòng bên giám sát sản xuất, bên công ty em sản xuất bên nhà kết cấu, nhà tiền chế. Sắt tiền chế này kia đó ha. Dạ. Là kỹ sư. Dạ. Chào bạn nữ. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về bản thân mình. Em chào mọi người. Em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Nam Thư. Chào em. Chào bạn bên kia là em tên là Thanh Diễm. Hiện em 31 tuổi rồi. Em hiện đang làm việc ở Bình Chánh. Em làm Bình Chánh gần em. Kiểm soát viên ở một ngân hàng ở Bình Chánh. Quê em ở đâu? Quê em ở Long An chị. Ở Long An? Dạ. Quyện nào vậy em? Quyện Cần Đước. Anh biết. Rồi bây giờ Diễm nói về bản thân mình, về điểm mạnh, điểm yếu của em. Điểm mạnh của em, là một người tình cảm, kiểu như một người của gia đình đó chị. Sống rất là chân thành, hiền. Hiền giống anh rồi. Vậy còn khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm thứ nhất của em là hơi khó tính đó. Khó tính. Không biết sao nữa, ai người đầu tiên nào nhìn em á, thấy em cũng là bé này khó gần. Thực chất là người lạ thì em ít nói chuyện lắm, em không biết bắt chuyện, nói chuyện như thế nào. Nhưng mà mấy người thân á thì em nói nhiều lắm chị ơi. Rồi còn gì nữa, khuyết điểm gì nóng không em? Nóng tính chị, em rất là nóng. Cỡ nào? Hồi xưa em rất nóng tính, như chị tưởng tượng con nhím vậy. Bình thường rất là dễ thương, mà nhưng mà đụng một cái là nó sụp lông lên. Là dạ, tính của em là rất là thẳng tính. Có gì em nói đó à. Lúc mà nóng á chị, mình làm nói người khác ra tổn thương. Đúng rồi. Thì em cũng đang sửa đổi cái tính đó của em. Những cái chuyện gì mà nóng á em bỏ qua bớt. Rồi, giảm bớt. Đúng rồi, chị thấy lên là như vậy. Mời bên kia nói điểm mạnh và điểm yếu của mình nè, bên đàn trai ơi. Dạ, điểm mạnh của em đó là không có hút thuốc chị. Rượu bia em chỉ uống ít thôi, uống chừng khoảng 1-2 lon là chắc quá còn đâu rồi đấy. Không có tính lăng nhăng, rồi biết nấu ăn, biết làm những việc trong gia đình. Thì tốt. Dạ. Còn có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em thì trong những cái ưu điểm của em thì cũng có một phần khuyết điểm đó là không biết uống rượu. Nhiều khi trong công ty tổ chức á thì em cũng đi uống, mọi người cũng nói sao mày không biết uống, mày uống ít quá mày. Rồi ít nói, trầm. Nhiều khi gặp bạn gái, nhiều khi mới quen em cũng ít nói lắm, ngại không biết mình nói gì. Dạ. Rồi nhút nhát trước đám đông này kia ha. Dạ dạ. Rồi không được cao to đẹp trai như là những người mẫu anh Quyền Linh vậy. Em chỉ cao 1m65 thôi nha. Nặng 60kg. Đó anh yên tâm đi, em đây cũng có mét tầm mấy. Dạ. Cảm ơn em. Đầu hơi hói tí, chắc hói có lẽ hồi xưa anh. Do lúc đó còn phải học bài nhiều nên em uống trà là thức phê em. Thì người ta nói uống trà thì tốt cho tóc, cho da, chứ em uống nhiều quá nên tóc em mới đi luôn hay sao? Đi luôn là hơi hói hói. Dạ. Hói hiền hòa. Dạ. Hói dễ thương được chưa? Bên kia có phản ứng gì với hói không? Em nghĩ chắc không sao đâu, có đó vấn đề ngoại hình của người khác, em cũng không có đánh giá nhiều. Hay đó. Em phải thương yêu những người hói hói. Bây giờ mình hãy cho biết được mình có mấy mối tình rồi em trai? Tới giờ em vẫn chưa có mối tình nào mà sâu đậm, hay là cái chỉ cần quen sơ sơ ạ. Sơ sơ là quen sao? Là trong đó là trong một lần đi du lịch ở công ty ở Vũng Tàu anh, thì sau khi mọi người ăn tối cùng đi dạo biển ngắm biển thì tối về em cũng bật cái chế độ Zalo đó, tại em càng quét xung quanh thì có quen ai không. Thì em cũng thấy cũng có người dễ thương đó, thì em có nhắn tin nói chuyện mà không ai nói chuyện, chỉ có một bạn đó nói chuyện với em thôi. Thì hai người cũng có nói chuyện, thì quen tìm hiểu nhau khoảng 3 tháng á, thì em có nói với gia đình là người đó có gia đình, nên gia đình không có đồng ý, nên em với bạn đó cũng giờ không có gì luôn. Có gặp nhau không? Dạ không, anh, do bạn đó ở xa nhà, ở dưới Cà Mau thôi. Ủa vậy đâu phải tình yêu đâu? Dạ thì em chỉ có một mối đó nào mối thôi đó hả? Dạ. Nhân ơi. Dạ em chào chị ạ. Vậy mình nắm tay ai chưa? Dạ đó giờ em chưa có quen ai, chưa nắm tay, chưa hôn ai luôn chị ơi. Tình hình tình duyên bên đây là vậy đó, còn mình nói sao? Tình trường của em thì như thế nào? Em chưa có quen một bạn cũng lâu rồi chị, cũng 3-4 năm rồi. Thì mối tình đó cũng kéo dài được cũng 5-6 tháng gì đó. Chia tay em nghĩ là phần lớn do em thôi. Tại vì lần đầu tiên mình quen mà mình đâu có biết thể hiện cái cảm xúc của mình. Kiểu như là cái gì mình cũng không nói trơn. Thành ra cái bạn bên kia bạn cũng không biết. Đến một cái giai đoạn nào đó em cảm giác em mệt mỏi quá đi. Thành ra chia tay cái mối quan hệ đó. Vậy thì hôm nay tới với chương trình, em mong muốn một người đàn ông lý tưởng cho mình là như thế nào? Em muốn một người là ngoại hình cũng ưa nhìn một tí, tính tình hơi trầm. Tại vì em là khi nó nóng tính thì em muốn một người trầm để hỗ trợ cho nhau một xíu. Để kìm em bớt lại. Kìm em bớt. Cái yêu cầu anh đó thì em trai thấy em đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ em thấy từ khoảng 70% anh. 70% dạ, đúng không? Dạ. Còn ngược lại em mong muốn một mẫu hình lý tưởng một cô gái như thế nào? Em chỉ cần một người bạn gái nhìn vào dễ thương, hiền, biết quan tâm, chia sẻ những công việc khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Chào em gái. Dạ em chào. Dễ thương quá. Em có phải là người có tính ghen tuông gì không? Em hơi ghen lắm. Dính tuần đó em đang nghi lắm.
ghen chắc anh nghĩ em khỏi lo đi. À, thôi anh không tính lăng nhăng đâu. Chỉ yêu ai yêu một người thôi chứ không có tính lăng nhăng. Vì ví dụ như là Nhân đi có bạn gái rồi nhưng mà lâu lâu lên Zalo quét nhẹ cái nó quét quét rồi tìm xung quanh rồi vậy thì em cảm thấy sao? Chưa quen biết gì em không sao, nhưng mà quen em rồi mà làm vậy là em không chịu đâu chị. Dạ chị ơi, Zalo về em ít xài lắm, Zalo chủ yếu làm việc trong công ty thôi. Thật sự là nếu mà hai người có một mối quan hệ với nhau rồi thì phải kiểu như là đó, ta chưa có người yêu ta càng dạ, quét Zalo rồi. Rồi anh thấy cũng ổn á. Ổn ổn dạ. Hợp để em qua em giao lưu nhà trai nè. À, xin chào chị Nam Thư ạ. Dạ dạ chào anh. Cái điều gì ở bạn gái mà anh không thích à? Đó là tính lăng nhăng chị. Em tính em không có lăng nhăng nên bạn gái cũng không có thích lăng nhăng giống em. Anh nghĩ là bản thân mình có cái tật xấu nào mà xấu nhất không? Xấu chắc em cái gì cũng nhanh chị. Em làm nhanh, ăn nhanh, nói chung tắm cũng nhanh, nói chung tắm nhanh, cái gì cũng nhanh á. Nhiều khi người ta không thích mình nhanh. Từ nãy tới giờ nghe bạn gái bên này nói chuyện, nghe Diễm bên này nói chuyện dạ. Thì anh tưởng tượng ra Diễm bên này là một người nữ. Dạ em nghĩ chắc là mấy năm người xinh xắn, dễ thương. Hiền. Có muốn gặp liền không? Dạ muốn liền chứ vậy, chị cho em đứng luôn. À vậy. Muốn gặp liền đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà trước khi gặp Diễm này mình đi qua bên gia đình cái đã. Diễm, hôm nay em tới đây em đi tham gia, em đi với ai? Em đi với chị họ với bạn làm chung á chị. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. À, chào bạn nam bên đây. Em thấy bạn nam bên đó là sao? Dạ, em thấy cũng được. Theo như em đánh giá thì là bạn cũng khá chân thành. Em thấy hai người là khá xứng đôi. Khá xứng đôi dạ, hả? Cảm ơn em nha. Em đi với ai? Dạ, em nói đi với là anh bạn đồng nghiệp. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào quý vị khán giả. Em là đồng nghiệp với Nhân, cũng là anh kết nghĩa với Nhân. Thì tính Nhân rất là nhút nhát. Mà anh được cái là anh rất là thích sưu tầm vàng. Sắm vàng không mà làm xong còn tiền bạc về cái sắm vàng không mà. Cái này hay à. Dạ đúng rồi, anh rất là thích về nghiên cứu về vàng. Em thấy là hai bạn cũng hợp. Hai bạn cho nhau cơ hội thì cuối năm này thì mình tiến tới luôn cũng được. Anh thấy Nhân gọi là dự trữ vàng nó nhiều nhiều chưa? Dạ nhiều lắm anh Linh ơi. Nhiều lắm. Được ha, người đàn ông là có chuẩn bị hết rồi đó. Cảm ơn anh đã cho biết những bí mật của Nhân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Thì hôm nay đến chương trình anh có hai cái phần quà xin tặng em. Đó là một cái cây son mà anh không biết em thích màu gì, anh chọn đại cái màu hồng, anh hy vọng em sẽ thích. Hình như cái màu giống như cái màu trên môi em đang xài sao á. Hy vọng em thích. Anh xin tặng em quà, đây là một cái chiếc chiếc nhẫn á. Dạ. Đeo vô. Đúng. Dạ được rồi, được chưa? À, em thì không có gì, em chỉ có một cuốn sách này thôi. Thì sách em đọc em thấy rất là hay, em không biết anh đọc chưa. Có nhiều cái để mình học hỏi, như là một vấn đề thì nam nghĩ sao và nữ nghĩ sao. Cảm ơn rất nhiều. Anh cảm ơn em. Xin chào em, nãy giờ anh cũng chia sẻ hết những cái ưu nhược điểm tính cách và cái cá tính của anh á. Thì em nghĩ anh là những người như thế nào? Thế anh hơi chậm tính, có khả năng là phù hợp với yêu cầu của em đó. Anh thấy em có phần dữ không? Không, em thấy anh hiền mà, cười dễ thương nữa. Đó là chưa biết em thôi đó, em mời thân rồi anh sẽ biết. Bây giờ mình làm một cái hành động để kiểm tra cảm xúc của mình ha. Mời hai bạn mình đứng lên. Bây giờ mình nắm tay nhau đi. Không sao. Trời ơi, nắm tay bạn gái mà không hỏi nắm sao. Đây. Ta chưa có bạn gái mà. Rồi, mình nắm và mình nhìn vào mắt nhau nha. Xem thử cảm nhận của mình về đối phương như thế nào. Em thấy anh nó đang rất là rung luôn á. Em rung mà anh rung em đó. Tại vì nó hồi chưa nắm tay ai bây giờ. Có thể hát một bài đó, tặng bằng nữ gì đó. Thì anh thì tính anh hát. Ủa, không sao có... buông rồi nắm nó đi. Chưa mà à, anh kia nắm nữa, mình nắm nữa. Cái cảm giác chúng ta để đó khoảng dừng vài phút đi. Anh thì hát không có hay. Trong công ty thường mà mọi người đi hát, anh chỉ vô anh ngồi anh nghe thôi. Thì anh hát anh tặng em một bài. Nếu mà em thuộc thì hát cùng anh nha. Dạ. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng anh, buổi hẹn hò còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy, em hỡi em có hiểu có hay. À, em xin hết. Có duyên lắm á. Dạ cảm ơn anh. Sau khi nắm tay thì mình hiểu được cảm xúc của mình như thế nào rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới một cái bước hết sức quan trọng là bấm nút. Một lần nữa chúng ta kiểm tra lại con tim của mình. Người ngồi kế bên mình có thực sự phải là một nửa mà mình đang tìm kiếm hay không? Nếu đúng là một nửa của mình thì đừng ngần ngại, hãy bấm nút. Còn nếu không phải thì chẳng sao cả, nhưng cơ hội đó lại cho người khác. Và hãy luôn trung thực với chính cảm xúc của mình.
chưa đếm luôn. Em chưa kịp đếm nha mọi người. Em làm lâu quá Thư ơi. Em làm lâu quá hả? Rồi nắm tay nhau đi. Nắm tay phải lâu lâu, chứ không phải nắm tay rồi buông liền. Nắm hai tay cho chắc à. Rung không? Nãy tay rung không? Thấy còn rung nè. Nắm hai tay cho bớt rung, rung quá là đó. Trời ơi trời, tôi thấy thương ghê mà. Bây giờ mình làm tới cái việc này là rung hơn nè. Mình phải thực hiện một cái thủ tục quy định của bản hẹn hò. Hãy dành cho nhau một nụ hôn ngay tại sân khấu này, như là một bằng chứng chứng minh cho tình yêu sắp tới của chúng ta. Xin phép quý vị khán giả và anh Quyền Linh diện thưa cho em hôn bạn gái một cái. Em đi tắm gai hoài à? Chắc không chẳng đâu. Chào em. Em nói em thích người cá tính đúng không? Cô này rất là cá tính. Thích em là hồi cô tấn công của cô em luôn. Em sợ không? Dạ không chứ. Dạ không, không được chung bước cho tinh thần. Không được. Trời ơi. Mời bạn nam. Rồi, bạn nữ mình giới thiệu trước đi. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là Thùy Dung, năm nay em 25 tuổi. Quê em ở Nghệ An và hiện tại thì em đang làm trợ lý luật sư cho văn phòng luật sư Thời Biên Hòa. Mời bạn nam giới thiệu. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ và toàn thể mọi người có mặt trường quay. Em tên là Nguyễn Thanh Tùng, năm nay 25 tuổi. Hiện là nhân viên đội tu bổ của kho 360, cục vũ khí tổng cục kỹ thuật. Nghĩa là sao em? Dạ vâng, là đi xây dựng sửa chữa các công trình của trong kho quân. À, trong tất cả các kho của quân đội đúng không? Không, kho của bọn em. Kho K860 ở Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. À, vậy là cũng gần nhau đúng không anh Linh? Gần nhau rồi. Rồi gần nhau. Gần đó chị. Bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em tự tin, em sống tình cảm, em rất là chân thành. Khi em vui em cũng vui hơn người khác. Ví dụ như hồi sinh viên á, em mua được một cái váy mới là đêm nay mất ngủ rồi. Hoặc là ví dụ như vô quán cà phê, cái mọi người gặp một anh đẹp trai thì cũng ổ đẹp trai quá, hot boy đó, xong rồi bỏ đi. Còn em thì em sẽ đến ngồi gần anh, hai anh đẹp trai quá hả, ngẩng lên em ngắm cái nữa, xong rồi bye anh. Thì cảm xúc của em nó lên như vậy. Khi em hồi hộp hay khi em buồn, nó cũng mạnh hơn những người khác. Cái đó là ưu điểm hay khuyết điểm? Khuyết điểm chị. Bạn trai, nghe ưu điểm với khuyết điểm của bạn gái em thấy như thế nào? Dạ, được chị ạ. Khuyết điểm cũng được nữa. Dạ. Vậy còn điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, cũng biết chơi một vài môn thể thao. Rồi còn điểm yếu của em là cũng nhút nhát đó chị. Nhút nhát. Dạ, đó là đứng trước bạn nữ thì hay run. Nhát gái. Run trước bạn nữ thôi. Dạ. Trải qua mối tình nào chưa em? Dạ, em có hai mối tình chị. Bao lâu rồi? Cũng hai mối rồi hả? Dạ. Cách đây 6 tháng. 6 tháng, em quen bao lâu? Mối tình gần đây cách đây 4 năm. Trời. Quen 6 tháng. À, quen mới 6 tháng thôi. Mà chia tay cách đây 4 năm rồi. 4 năm. Lý do sao chia tay? Dạ, tại hồi đó đang lúc học đại học ấy thì kiểu hay đá banh ấy, cái là buổi tối hẹn đi chơi mà cái cũng quên. Mê trái banh hơn mê bạn gái. Hay. Đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi bạn gái giận chia tay luôn. Dạ cũng nói chung một lần hai lần, cái lần ba cũng tới lần ba tao phải chia tay. Trời đất ơi, lần nào cũng mê cái banh hơn hay mê bạn gái hết trơn hả? Dạ vâng ạ. Rồi nếu bây giờ hẹn với bạn gái thì mình mê cái gì rồi bỏ bạn gái nữa không? Dạ không ạ, mê bạn gái mà không mê cái gì nữa. Còn mình thì sao nè, mình bao nhiêu mối tình rồi? Em có hai mối tình rồi chị. Dạ giống nhau quá ha. Chia tay cách đây hơn 2 năm rồi chị. Lý do tại sao? Yêu xa chị, quen nhau 1 năm. Xa là xa cỡ nào? Từ Nha Trang về Nghệ An đó chị. Giảng giảng ra cái là chia tay luôn chứ không có lý do chính cụ thể. Đúng rồi chị. Rồi mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao 1m65 trở lên. Hơn chắc rồi. Không hỏi. Hả? Có hỏi không? Không ạ. Hỏi nha anh Quỳnh Linh thì được nhưng mà đừng có. Tức là mức độ nha anh Quỳnh Linh thì được nhưng mà đừng có mà hỏi mức mà kêu là em thơm chán nên cái thơm nửa ngày chưa xong hơi mệt á. Rồi hỏi thông minh chứ có gì đâu mà sợ. Còn gì nữa không? Không có năng bầu chị. Dạ. Còn về tính cách thì như một người cha, một người anh ấy, ấm áp che chở và có thể là người đó là người một người đàn ông đích thực, chín chắn, trưởng thành, bao dung độ lượng. Sao là đích thực? Đích thực nghĩa là đã trưởng thành chứ chị, không có tính trẻ con. À dạ.
yên tâm với chiến sĩ quân đội dân Việt Nam thì bao giờ cũng đã trưởng thành em. Cho anh đưa ra điều kiện khó nhất luôn. Có cái gì không thích ở người bạn trai nữa không? Lạnh lùng. Đừng có anh có tình cảm trong lòng đó nhưng mà anh không có thể hiện. Im sao biết được đúng không? Đúng rồi chị. Ví dụ em thích ai là em nói luôn á. Vậy là em là cũng tiếp người cũng có chút lãng mạn. Đúng rồi chị. Bạn trai. Dạ. Em có lãng mạn không? Dạ em lâu lâu cũng hơi lãng mạn. Dạ. Bình thường là lãng nhách phải không? Dạ, lâu mình muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ em mình cao tầm 1m55 đến 60 chơi một tí cũng được. Dạ, hiền lành cũng có cá tính một tí, tình cảm. Biết kính trên nhường dưới. Vâng, hết rồi. Như đó thầy hả? Dạ. Hết rồi. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ có, bạn gái như kiểu nói tục với lại chạy người kia thì không thích nữa. Gái mà nói tục là phạt lắm á. Không hết tục không? Chắc không chị, em làm nghề luật mà. À có chẳng không? Em đi tán gái hoài à. Chắc không chẳng đâu. Chào em. Em nói em thích người cá tính đúng không? Cô này rất là cá tính. Thích em là hồi cô tấn công của cô em luôn. Em sợ không? Dạ không chứ. Dạ không, không được chung bước trước cân thù. Không được. Trời ơi. Ở đây là người yêu. Ở đây không phải quân thù. Không, nhưng mà mình ấy mình áp dụng vào đây cũng được. À, mình cứ coi như người yêu là quân thù đi phải không? Vâng, mình không sợ gì. Đúng tinh thần của chiến sĩ. Bạn trai này đặc biệt quá ta. Mắt đẹp quá ha. Ờ. Chỉ khen những ngại. Nhưng mà tại sao? Tại sao 4 năm vừa qua em không có tìm được cô nào mà phải nhờ đến chương trình ngày hôm nay? Dạ, tại học năm đại học năm 2 em chia tay bạn nữ thì em cũng lao vào em học với lại chơi đá banh không à. Xong cái em đi bộ đội luôn. Thì em cũng thấy tới giờ luôn. Bây giờ muốn chừng nào lấy vợ? Dạ, nếu mà được thì năm sau vậy ơi. Còn mà mình lấy về rồi vợ chồng mình sống ở đâu? Dạ bạn nữ có chịu ở làm dâu thì ở về nhà em ở. Dạ tại em con một trong nhà. Coi như là bây giờ là nếu là lấy em là em làm dâu. Em không làm dâu ạ. Đúng rồi. Dạ. Em sao làm dâu được? Nói với dạ, em á, ý là dâu. Bây giờ mà anh dạ, lấy vâng. Em á là em phải làm dâu. Dạ vâng. Trời ơi. Nói từ đó tôi mồi ta dạy cho kia làm dâu sao được. Mồi cho mà cũng không được nữa. À vâng. Tại chị em tưởng chị đang nói chuyện với em. Em mạnh mẽ mà. Hả? Em mạnh mẽ. Mạnh không? Mạnh. Trên đời này em sợ cái gì nhất? Dạ sợ ma chứ. Em gặp ma lần nào chưa? Ma. Dạ chưa mà vẫn sợ. Chưa gì có gì đâu sợ. Mà tại nó ghê quá. Biết nó ra sao đâu mà sợ. Nó ra sao? Em sợ cái gì của con ma? Dạ em sợ cái em chưa thấy con ma nhưng mà em thấy nó sợ đây. Ủa vậy rồi bây giờ rủ như mà đi hành quân rồi đi vô trong rừng sâu rồi này kia rồi ban đêm rồi sao em đi? Em sợ nhưng mà em vẫn đi chị. Cứ không sợ, không sợ. Vượt qua nỗi sợ hãi. Vâng, cứ đầu cứ suy nghĩ không sợ, không được sợ, không được sợ. Chứ đi trong rừng không sợ thú dữ mà đi sợ ma. Thường mấy người sợ ma sợ động vật lắm á. Em sợ động vật có vú á. Cây vậy? Dạ. Sợ động vật có vú hả? Con nào thì hay thấy thì em không sợ, con nào ít thấy thì em sợ. Ví dụ con gì là sợ? Dạ, ví dụ như con hổ ấy, con báo với là con gấu này kia thì em sợ. Có cái con mà 4 năm nay chưa có gặp cái chắc cũng sợ. Dạ. Không có sợ cái gì hết. Vâng, bữa nay hết sợ rồi. Bữa nay hết sợ nha không? Trời ơi, thiếu quý mà sợ ma, sợ động vật có vú. Ảnh yếu đuối vậy. Rất là men. Ôi vậy hả? Rất đẹp trai. Chị đảm bảo nhìn là em mê liền. Nhưng mà có cái vụ đó cũng hơi ngộ ngộ thôi. Hả? Chào anh. Chào em gái. Dạ. Dễ thương. Trong cái môi trường huấn luyện của quân đội đó. Dạ. Có sợ cũng phải đi. Đúng rồi. Có rung cũng phải bước. Nhưng mà đang rung bước mà gặp động vật. Không, nhưng anh nghĩ rằng với cá tính của em, em cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cái anh chàng sợ ma với sợ động vật có vú bên đây. Nhưng mà anh nói nè, em có thích anh bộ đội không? Em thích chứ anh. Ông em cũng là bộ đội. Ừ. Cũng đi hành quân vào Nam. Ừ. Rồi cái hồi bé ông em hay cho em xem những cái tấm hình của những đồng đội của ông, những anh, những người chú rất là đẹp trai. Thì từ đó nuôi dưỡng trong em một cái tình cảm đặc biệt dành cho hình ảnh người lính. À, em có biết bộ đội là phải huấn luyện nhiều lắm không?
Em biết anh. Có kỷ luật quân đội đúng không? Có sự hy sinh. Dạ. Em có chấp nhận những điều đó không? Em nghĩ là em chấp nhận. Như vậy là được đủ rồi. Cảm ơn em. Hôm nay mình có người thân đi theo không em? Dạ, em đi với bà em, sếp em và những người bạn của em. Xin chào MC Quyền Linh và xin chào MC Cát Tường. Chào bà. Và xin chào tất cả khán giả trong trường quay. Bà thấy chú bên này thì hiền. Bà muốn hỏi cháu trai bên này là cháu quê ở đâu? Dạ, bà là con quê ở Thái Bình ạ. Sinh em và lớn lên ở Đồng Nai ạ. Vậy là tốt rồi. Tính của Dung á thì hơi nóng một tí xíu, nhưng mà nó sống rất là tình cảm và nó có trách nhiệm với gia đình. Gia đình thì ở ngoài Nghệ An hết, nhưng mà không có nặng là coi như phải về ở đâu ở đâu. Cứ con ở đâu làm công việc nào mà thuận tiện thì sinh sống ở đó. Dạ, cảm ơn cô. À, bà rất ủng hộ hai cháu. Dạ, cảm ơn bà. Bà ủng hộ thế tốt rồi. Rồi, đại diện họ nhà trai. Xin chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường. Dạ, chào anh. Chào hai em và chào các vị khán giả. Tôi là Nguyễn Tuấn Hùng, là thủ trưởng của đồng chí Tùng. Đồng chí Tùng là một người là có sức khỏe và có bản lĩnh, hơi trầm tính một tí nhưng mà rất tình cảm. Về gia đình thì đồng chí Tùng là gia đình rất là cơ bản. Bố là đại tá, mẹ là trung tá, còn đang ngồi cạnh tôi đây. Ồ, dạ. Đúng ạ, chú mà cách đây 20 năm chú ngồi trên chỗ cháu ấy, thì tí nữa chú sẽ bấm cái nút ở phía sau ngay. Để nói thêm về cô bạn gái này thì tôi xin nhường lời cho mẹ của Tùng. Em thưa anh Quyền Linh và chị Cát Tường, thưa quý vị khán giả ở trong trường quay. Cháu Tùng ấy thì một đứa con rất là ngoan, hiếu thảo. Khi mà hai đứa mà kết bạn được với nhau rồi, nếu mà đi tới xa hơn nữa thì cháu yên tâm về chỗ bạn Tùng. Cũng mới san sẻ tình cảm cho phép bạn Tùng là cũng ấy, đừng có giữ nhiều quá. Và thế thôi. Rồi hôm nay có ý kiến của gia đình rồi, các bạn cũng đã nói chuyện qua tấm màn rồi, cũng cảm nhận một chút gì nhau rồi. Bây giờ ta sẽ trực tiếp nói chuyện với nhau. Kéo màn lên. Xin mời hai bạn. Chào em. Dạ. Anh nói đi. Lần đầu tiên gặp nhau em thấy anh sao? Anh em thấy anh thế nào ạ? Em thấy anh đẹp trai. Trẻ. Anh run lắm hả? Cũng hơi run một tí tại vì ngồi trước người đẹp á. Run. Bây giờ anh có ham mê đá bóng nữa không? Giờ thì cũng một tuần hai lần thôi, nhưng mà sân bóng bây giờ nó ở trước đơn vị rồi thì cũng khỏe. Nếu như mà anh mê đá bóng quá chứ em đi cùng cũng được. Em có đá bóng không? Em không, đi cổ vũ thôi anh. Thời gian rảnh của em thì em thường làm gì? Bởi vì em mới vào đây cho nên em ít bạn bè lắm anh. Thường thời gian rảnh thì em cũng thường ở nhà thôi, hoặc là chơi những nhà ông bà, nhà cô chú, họ hàng. Bọn anh bộ đội thì nó, thời gian nó gò bó thì em có chấp nhận được không? Một tháng anh cho một, gặp em mấy lần? Một tuần, ví dụ như nếu mà đơn vị tạo điều kiện cho anh mà thứ bảy chủ nhật mà được nghỉ thì có thể chơi với em được, ví dụ một tuần khoảng 1-2 lần. Thế là được rồi anh. Anh nghĩ điều gì quan trọng nhất để hai người có một mối quan hệ dài lâu? Là tin tưởng nhau, cái tình cảm chân thành. Nếu như ví dụ em có nóng tính quá và trong lúc không kiềm chế được em làm anh buồn thì anh... Cái nóng tính thì ai mà nóng tính với anh ấy thì anh cũng im lặng ấy, xong rồi kệ người ta. Xong rồi cái người ta khi nào hết thì bắt đầu khi nào mà bớt đi, ví dụ ngày mai thì mình ra mình nói là hôm qua như này như kia vậy thôi. Dạ. Em rất là thích được người yêu chiều chuộng. Anh có ngại vấn đề đấy không? Không, cái đấy thì tất nhiên là người mình yêu thì mình phải chiều thôi. Giống như mẹ của mình ấy thì mình thương, mình quý rồi. Dạ. Thì người yêu mình thì mình phải chiều ấy. Còn sợ chiều người khác ấy, chiều người yêu thì không sợ. Chứ nếu mà quen nhau ấy thì bao lâu thì em tính tới hôn nhân? Em nói thì ngại quá, nhưng em cũng nôn lấy chồng lắm rồi. Nếu mà được ấy, thì em cho anh một cơ hội để mình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Em có chuẩn bị một bài hát ngắn để tặng anh. Tặng quý vị khán giả. Nói lên cái mong muốn của em về tương lai, về hạnh phúc. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, mỗi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta
vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Nhé anh, yêu em mãi luôn. Nhé anh, yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài, và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em, cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chân đôi trên lối về. Cảm ơn em. Tài hát tặng lại liền. Dạ, vâng. Mình đứng lên, mình nắm tay bạn gái, mình hát tặng bạn ấy. Mạnh mẽ lên, đây không phải ma mà cũng không phải động vật có vú. Dạ. Mạnh lên Quý Tùng. Em xin hát đó. Hát Nhìn mắt bạn gái hát kìa, Thiếu Quý Tùng. Dạ. Làm người yêu anh nhé. Anh hát đi. Baby. Dạ. Dạ, không, bài hát. Bài hát. Đúng rồi, bây giờ mới bắt đầu hát đúng không? Bây giờ bắt đầu vô á. Đúng rồi. Em lặng im còn anh thì ngồi ngẩn ngơ, nhìn khuôn mặt ngây thơ anh hưng hở quá, nên anh lo sợ bơ vơ, đợi chờ đôi mắt ngoan em ngày ngó sang, anh thân thờ bơ phờ đôi mắt mơ. Anh đã cố thấy đêm mảnh má hơn vì anh sợ cô đơn, nó yêu má hồng mắt cong bờ môi mỏng rất khó. Vì lo trong trái tim em đã có ai, nhưng nếu em là sai thì anh không cần đúng. Trời ơi, người yêu mình anh được không? Giờ xong lại xua lạnh nơi đây mùa đông, là ngày ta xung vầy quá lắm, con tim hào gầy lắm trong tình yêu đông đầy. Hay để anh chứng minh cho em thấy. Dễ thương. Rồi, được rồi hai bạn. 30 giây nhắm mắt suy nghĩ và đi đến quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hôn chậm chậm đó trời. Ngày đầu tiên ta gặp mặt tôi hôn lâu lâu chút nào có mẹ kìa. Hôn má. Dạ. Làm gì vậy? Không làm gì ủi vậy? Đó. Cái đó là ủi cho mày hôn. Nè hôn. Hôn chán cũng không được, nó hôn má là ngay chứ má. Bình tĩnh từ từ nè. Nó có mẹ ngồi dưới nhìn kỹ kìa. Mẹ đừng có nhìn. Mẹ đừng có nhìn. Ngại đi đâu ngại. Chuẩn bị làm lại, khi nào tôi nó buông ra mới buông nha. Dạ. 1, 2, 3 bắt đầu. Dạ. Thấy sao? Sướng. Nhưng mà em soi một câu, đó là cái lời hứa của ảnh nói với bạn trong vừa nãy á. Cái lời hứa nó không có được suôn sẻ. Hứa rồi em, anh thương em đến hết chặng đường này. Nó bị bấp ở giữa câu, cho nên là có khi là người ta rung nếu bạn văng. Thì đúng rồi, thì cũng có rung. Nếu được thì hai bạn cứ hẹn hò thử thôi. Hẹn hò không thể thử được. Chúng ta có rung động thì mới hẹn hò. Mình đừng thử trong tình yêu. Theo anh là như vậy. Mời đàn trai. Rồi, chào đàn trai. Chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình đi. Mời đàn gái. Xin chào Nam Thư. Dạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào cái người bên đó ạ. Dạ, xin chào, chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thị Trong. Năm nay em 34 tuổi, em đến từ Tiền Giang, đang làm việc sinh sống tại Đồng Nai. Em đang là nhân viên kiểm hàng cho một nhãn hàng nhỏ của Đức. Cảm ơn Trong, mời bạn trai. Dạ, em chào chị Nam Thư, là dạ. Anh Hiền Linh. Em là Lê Thiện Thạnh, năm nay em 36 tuổi, quê ở Ninh Thuận, làm việc ở Long An, Đức Hòa. Bạn Trong, hãy cho bên đàn trai biết về những ưu khuyết điểm của mình. Em là người độc lập, hoạt bát, biết làm tự chế thơ, biết nấu ăn, ăn được. Còn ngon hay không là do người ăn thôi. Cũng đảm đang, em ăn cái gì cũng được, trừ hành. Khuyết điểm thì hơi bị nóng á chị. Và kỹ tính nữa. Tại vì em kiểm giày mà, em cầm giày, em soi mói quen rồi. Khi nói chuyện với em cũng hay để ý người ta. Nói chung là cũng hơi bị khó xíu. Soi mói giày chứ ngoài đời không lẽ đi soi mói giống như soi mói giày cho nó khổ vậy. Dạ không đến nỗi gì đâu anh Linh. Mời đàn trai. Đặc điểm của em là biết nấu ăn, họ đồng với bạn bè. Mỗi tháng em sẽ cũng có nấu cơm chay từ thiện. Nấu cỡ 200 mấy chục phần. Ồ, tốt quá. Bữa nào rảnh rủ anh nấu với đây. Dạ ok. Điểm yếu của em là hơi nóng tính trong công việc. Em là bên kiểm hàng, bên áo ngực.
Anh ơi. Dạ. Kiểm hàng áo ngực là kiểm hàng sao anh? Dạ em kiểm tra bên cúp áo ngực hả chị? Em biết hết size áo ngực. Dạ biết. Có mấy size? Dạ có nhiều size chị anh. Size lớn nhất là size gì? Dạ size lớn nhất là 100. Dành cho người nước ngoài. 100 là cúp gì anh? Cúp đi hả? Không, bên em là dùng size là 34 tới 100 chị. Anh nhìn là anh biết size nào liền không? Dạ biết chứ chị. Anh nhìn qua anh Linh anh nghĩ size nào? Anh Linh hả? Nếu anh Linh mặc phải mặc độn lên mới thấy rồi. À, anh Linh là phải mặc độn lên nữa hả? Dạ. Đúng ra nó phải ngược lại chứ nha. Bên đây phải kiểm giày, bên kia kiểm áo ngực chứ mà. Cái số em từ hồi đó giờ là cũng làm đẹp cho phụ nữ không? Hồi xưa thì mở nhà phân phối mỹ phẩm. Bây giờ thì quản lý bên áo ngực. Anh ơi, vậy thì nếu vậy thì công việc của anh là chắc chắn là phải tiếp xúc nữ rất là nhiều mà đúng không? Dạ, nói chung là dưới công ty em cũng nữ nhiều chị. Vậy sao ế? Dạ, tính của em là em không có quen trong công ty. Biết sao ế không? Tại kiểm tra áo ngực cũng soi ngực không mà. Nào anh tặng chị Thư mấy bộ. Dạ bên em chỉ là cái cúp thôi. Còn may là qua bên Hàn Quốc mới may. Ủa cái cúp là cái gì? Là cái miếng độn anh à. Ví dụ là cái áo bơi anh, nó chỉ có một cái lỗ mình để nhét cái cúp đó vô để ngăn ngực lên. Trời, thấy mấy cái nghề lạ quá ta. Bữa nào em dẫn anh vô anh coi thử ấy. Dạ được anh, em có cầm theo cho anh coi. Đâu cho em coi với, coi đi qua luôn. À là cái cúp này là bên công ty em may. Là cái này quà đem tặng. Dạ, em còn đem. Trời ơi. Ủa anh sao cái này nó có cái kiểu tam giác? Rồi còn cái này thì nó kiểu tròn. Dạ nó nhiều. Cái này là giọt nước. Dạ, phải mình kiểm như mình bóp cái bóp gì? Bóp xốp nha. Bóp cái bóp gì? Bóp xốp nha. Mình coi thử nó cứng hay nó xẹp. Đó. Thôi anh làm nghề này không được rồi. Tức là mình bóp xốp tí bóp mấy cái xốp. Dạ. Đúng rồi, để kiểm tra. Dạ. Vậy thì cái đường tình duyên của anh á, anh trải qua mấy mối tình rồi? Nói chung là em cũng trải qua nó đủ bộ chuyện gia đình một lần. Em cũng ly dị vợ là năm 2012 tới bây giờ. Em có đứa con gái là năm nay học 4. Tại sao có đứa con gái rồi mà phải chia tay? Dạ nói chung là vợ chồng em sống không hợp với nhau. Bé đang ở với anh hay là đang sống với ở mẹ? Ở mẹ. À sống với mẹ. Sau cái cuộc hôn nhân đó rồi anh có mối tình nào tiếp theo nữa không? Em quen được 2 năm một người con gái. Em kêu cứ thì cứ hiện năm này sang năm nọ. Em không có thể nào chờ nữa. Cảm ơn anh. Nãy giờ chị nghe ảnh nói về đường tình duyên của ảnh rồi đúng không? Dạ. Rồi giờ mời chị nói về tình yêu của mình như thế nào? Dạ, em đã từng yêu một người lúc còn là sinh viên năm 2, quê ở Nghệ An xa. Thì lúc yêu thì bạn ấy nói là sau này anh sẽ vào Sài Gòn, lập nghiệp ở Sài Gòn luôn. Nhưng mà bạn ấy thì là con trai duy nhất trong gia đình, cứ kéo dài như một như thế thì em thấy nó không có tương lai. Chúng em chia tay. Nhưng mà khi em biết được bên đàn trai đã có một đứa con thì em cảm nhận thế nào hả em gái? Đối với em chuyện đó không có vấn đề gì đâu anh Linh. Kết hôn với một người, mình lấy một người thì mình đâu có mong là cái cuộc hôn nhân đó đổ vỡ đâu. Việc quan trọng đối với em đó là anh ấy có sẵn sàng tiếp nhận một mối quan hệ mới thật sự theo như mong muốn của mình, muốn xây đắp một cái gia đình mới hay không. Anh nói chung bây giờ chủ yếu là em chưa có gia đình. Thì bây giờ nếu mà em chấp nhận thương anh thì anh sẽ hứa cho em, anh thương em đến hết chặng đường này. Cảm ơn anh. Hứa rồi nha. Dạ. Mặc dù chưa gặp đã hứa rồi đó. Em gái. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn tìm một người, người ta có tính độc lập, có sự tinh tế, nói chung là người tử tế, biết chăm lo cho gia đình của mình, có lối sống lành mạnh, không có hút thuốc, uống rượu quá đà, cao từ 1m7 trở lên, đừng có mập quá, đừng bụng bự. Em không thích bụng bự. Bụng bự là do người ta không tập thể dục thôi chứ. Em suy nghĩ là những người bụng bự người ta không có được khỏe đó anh Linh. Trời ơi. Đức từng đoạn ruột á. Nếu mà anh ấy có nụ cười tỏa nắng và tóc xoăn xoăn thì thật là tuyệt vời. Nụ cười này không biết có nắng hay là mưa đây, nhưng mà tóc xoăn xoăn thì tuyệt vời. Về uống. Anh này chắc chắn không có bụng bự rồi. Dạ. Em có ngại là yêu xa không? Em có một câu hỏi muốn hỏi anh bên đó. Em làm ở Biên Hòa, một tuần anh có thể sắp xếp gặp em một lần được không? Nói chung là một tuần anh sẽ gặp em 3-4 lần cũng được. Đó. Trời ơi. Chị quan niệm như thế nào về sống thử? Thực ra là em chưa có suy nghĩ đến cái việc sống thử. Đã đặt cái
cái mục đích là mình sống với người đó để mình kết hôn, sinh con đẻ cái, thì cái việc sống thử đó thì cũng không không gọi là quá. Sống thử ở đây á, không phải là mối quan hệ thể xác như mọi người đã nghĩ. Em hết sức là thích cái tinh thần sống thử theo suy nghĩ của chị. Dạ. Anh có thể nói cho Thư biết là cái điểm mà anh không thích ở bạn gái là gì không? Bây giờ em không thích phụ nữ là càm ràm. Hình thức bề ngoài thì em không quan trọng. Em chỉ quan trọng là người đó biết sống với gia đình, thương chồng con là được. Hôm nay chị Trong, chị đến tham gia chương trình, chị đi với ai? Dạ, em đi với 800 anh em ngồi phía dưới. 800 anh em. Chào anh Quyền Linh, chị Thư. Trước tiên thì em thấy cái bề ngoài là khá phù hợp rồi đó. Em thấy anh á thì cũng có sự chân thành, có sự từng trải trong cuộc sống. Còn bạn Trong thì cái sự trải đời của bạn không có đủ nhiều. Nhưng mà em soi một câu, đó là cái lời hứa của ảnh nói với bạn Trong vừa nãy á. Cái lời hứa nó không có được suôn sẻ. Hứa rồi em, anh thương em đến hết chặng đường này. Nó bị vấp ở giữa câu, cho nên là... Có khi là người ta rung nếu bạn văng. Thì đúng rồi, thì cũng có rung. Nếu được thì hai bạn cứ hẹn hò thử thôi. Hẹn hò không thể thử được. Chúng ta có rung động thì mới hẹn hò. Mình đừng thử trong tình yêu. Theo anh là như vậy. Em đi với ai? Dạ, em đi với ba mẹ là em gái. Chào Quyền Linh và Nam Thư. Thấy hai con cũng xứng đôi vừa lứa. Coi tìm hiểu đi đến giờ hai con quyết định. Thấy cô này cũng dễ thương. Dạ. Cảm ơn cô. Về có làm dâu không cô? Dạ không. Muốn ở đâu ở tùy. Mình đã trò chuyện qua cái hàng rào này rồi. Mở rào. Chào em. Chào anh. Có món đó hò, anh có mua. Dạ, em cảm ơn. Anh có một bộ đồ bôi để dùng, để cho em đi những ngày em cầm anh giải thích. Dạ, nói chung là lấy hết luôn hả anh? Anh mua không có biết em mặc vừa hay không. Nếu mà không vừa thì em có đổi lại không sao. Cái gì vậy? Bộ đồ bơi, bộ đồ bơi. Dạ, bộ đồ bơi. Còn ví dụ em tắm nhiều trong đây bị hư thì em phải... Tắm nhiều trong đây bị hư thì em phải... Ở trong đây nó sẽ có một cái... À, em có đi tập yoga đó. Cái này mặc đi tập yoga cũng được đó anh. Anh chu đáo quá à. Anh có cái một cái điểm, em có quyết định gì anh là người xăm mình không? Nó to không anh? Nói chung là từ đây tới đây. À dạ, không sao, tại vì em cũng có. Em có hình xăm ban không sao. Nói chung là dạ. khỏi giỡn. Con người của mình, cái tính cách của mình, cách đối nhân xử thế với người khác là quan trọng. Còn cái những cái việc khác nữa, mình nên suy nghĩ cho bản thân mình, cái nào nó tốt thì mình làm. Nói chung là cái đây là anh xăm là anh nghĩ tới mẹ anh. Dạ. Công ơn của mẹ anh nuôi anh từ nhỏ tới lớn. Khuyên anh là nên xăm luôn cha bên đây luôn. Có cha chở anh đi học. Dạ. Mẹ gánh nước nuôi anh. Em thấy anh như thế nào? Về ngoại hình thì giống như em tưởng tượng. Tóc thì không có xoăn, nhưng mà vậy thì cũng ok. Anh nếu thấy em như thế nào? Thấy em hiền. Nếu bạn em không tin, anh hứa với em, anh nói chuyện hơn cả Lâm. Tại vì bạn em mới nhìn anh, đánh giá anh là không thật thật. Cũng thông cảm, tại vì mấy bạn em dạ suy nghĩ cho em nhiều quá. Bây giờ ở quê anh thì anh có một cái nhà riêng rồi. Thì em thích về quê thì anh dẫn em về quê. Em thì quan niệm lấy chồng phải theo chồng. Nhưng mà hiện tại bây giờ em đang làm ở Biên Hòa. Nếu mà tiến xa hơn thì hai đứa sẽ suy nghĩ coi là mình nên ở đâu. Nếu mà chúng mình hẹn nhau, anh sẽ cố gắng đem hạnh phúc lại em. Anh hứa. Nút bấm đang ở trong tay của em. Quyền quyết định là của em. Hai anh chị sẵn sàng nha. 3 2 1 Hết thời gian. Đẹp, rất đẹp. Ô, chúc mừng anh chị. Vui quá à. Nắm tay đi Thành. Nụ hôn đầu tiên. Dễ thương. Điểm mạnh của em thì nói chung mọi thứ em biết được ít, như làm việc nhà, nấu ăn. Thì em là người hòa đồng, vui vẻ, biết nấu ăn. Em quan trọng nhất là cái cách cư xử. Còn mọi vấn đề, thí dụ như bạn xấu có thể nên sau này làm đẹp được. Sau này nếu mà có cuộc tiến xa hơn á thì cũng muốn là bạn cũng hiếu thảo với ba mẹ em. Bây giờ hồi hộp quá, gặp liền cặp đôi thứ nhì đi. Tôi nôn nao lắm rồi, gặp liền đi. Mời quý vị chúng ta hãy gặp ngay cặp đôi thứ nhì. Mời nhà trai luôn.
Rồi, chào em trai. Ngồi xin đi mời em. Nhà gái. Cái đây nè bé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giới thiệu lớn lên cho bên kia nghe luôn. Mời em trai. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Vân và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Hải. Năm nay em sinh năm 1988 nhưng mà tuổi giấy, còn tuổi thật là 89. Dạ. Là ba mấy tuổi đúng không? Dạ, 32. 32. Dạ. Em làm công việc gì? Em làm một nhân viên kinh doanh ở Bình Dương. Được, quê ở đâu? Quê em ở Cà Mau. Quê Cà Mau làm việc Bình Dương. Còn em? Nhà gái. Em giới thiệu về mình dạ, đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và chào bạn tham gia chương trình và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Phương Dung, năm nay em 32 tuổi. Em sinh ra lớn lên ở huyện Châu Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên chứng từ cho công ty vận tải ạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì theo như bạn bè nhận xét thì em là người hòa đồng, vui vẻ, biết nấu ăn với lại biết cắm hoa. Hiện tại thì em cũng đang theo học một lớp cắm hoa chuyên nghiệp ạ. Còn dạ. Cái em có cái điểm yếu gì không? Điểm yếu của em thì theo bạn bè nói thì em nói nhiều với lại rất là thẳng tính. Thẳng tính tốt mà, đâu có yếu đâu. Dạ. Rồi, bên kia nào? Điểm mạnh của em thì nói chung mọi thứ em biết được ít, như làm việc nhà, nấu ăn, biết chơi ít thể thao. Còn điểm yếu của em thì chắc là em hơi cọc tính và cầu toàn trong công việc. Cọc tính hả? Cọc dữ không? Cọc lắm hay làm gì? Thường thì nói chung cũng không lắm lắm. Nếu như mà em thấy khó chịu thì em bỏ ra ngoài thôi. Ồ, vậy ngoài sao? Rồi, xin mời nhà gái cho tôi biết đường tình duyên thế nào? Dạ, em trải qua được 2 mối tình ạ. Mối tình lâu bền nhất là mấy năm? Dạ, 3 năm ạ. Chia tay cách đây cũng 4 năm rồi chị. 4 năm rồi? Dạ. Ồ, lý do chia tay? Dạ, do em với bạn đó không có đồng quan điểm trong cuộc sống á, với lại do bạn đó với em là quen xa. Nhưng dạ. mà vấn đề là bây giờ ở Bình Dương với lại thành phố Hồ Chí Minh là gần mà đúng không? Em là ở... Dạ, em hiện tại đang làm việc ở Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, còn dạ. bạn kia hình như là bạn kia bên Bình Dương phải không Linh? Dạ, em ở Thủ Dầu Một chứ không Vâng. Bình Dương đúng rồi. Ừ, là cũng đâu có xa đâu đúng không Linh? Quan trọng là niềm tin lẫn nhau thôi. Ừ, em có mấy mối tình rồi? Thật ra thì em chỉ có một mối tình thôi, chỉ trong vòng tầm khoảng 4 tháng. Mà lâu mau rồi, cái đó là hồi nào? Cách đây 7 năm, hơn 7 năm rồi chị. Rồi trong 7 năm vừa qua là không có thêm một mối tình nào khác nữa? Nói chung là thật ra cũng buồn nhưng mà em vào là công việc rồi thì em gác lại cái chuyện yêu. Coi như là theo chị hiểu không biết có đúng không nha. Khi mà em chia tay cái mối tình đó tương đối là buồn đúng không? Và em nghĩ rằng thôi bây giờ cái thời gian này á, là mình nên dành hết cho sự nghiệp. Yeah. Khi sự nghiệp ổn định rồi thì mình tham gia Bạn Muốn Hẹn Hò và đến bây giờ em đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để có thể thành lập gia đình rồi đúng không? Nói chung cũng được, tạm được thôi chứ cũng gọi là chưa hoàn hảo lắm. Giờ có nhà chưa? Dạ, chưa, em vẫn ở trọ. Vẫn ở trọ, đâu có sao đâu, chuyện ở trọ. Hai vợ chồng hùng lại mua căn nhà đó mới bền. Thật chất em nói với chị Hồng Quân á, cái vấn đề mà mình còn trẻ, mình làm kinh tế á, thí dụ như mình có 500 triệu có thể mình ở trọ nhưng mà mình có thể lấy 500 triệu đó mình đi làm một cái việc khác. Đúng nó rồi. Có thể tốt hơn. Còn thí dụ như mình có gia đình có con rồi á. Đúng. Thí dụ như sau này về mình mua thì nó cũng vẫn ok. Anh Linh y chang vậy đó. Em có biết không, đến một ngày nào đó ông mua một hơi 10 căn nhà. Dạ. Hồi đó thì ở trọ không. Xong rồi á, gom mua một hơi 10 căn nhà, thấy mà ghê luôn. Đâu ra mà tuyệt tình. Để chị hỏi bạn gái, dạ. em nghe tâm sự em thấy như sao? Nếu mà hai đứa cùng chung tay hiệp lực mua một căn nhà thì nó sẽ bền hơn? Hay là em muốn bạn trai của em phải có nhà trước cho dạ. em ở? Dạ không, em thì theo quan niệm là hai đứa cùng làm thì cùng mua thì nó sẽ bền hơn. Chính xác, bạn dạ. nói là như vậy nè. Ví dụ giờ bạn có 500 triệu, bạn vẫn ở thuê, đến chi bạn lấy 500 triệu đó bạn xin lời ra 1 tỷ. Quan điểm đó phù hợp dạ, với em dạ, không? Dạ, phù hợp với em. Ok. Em hình dung bạn trai bên đây thì sao? Em chắc cũng người chắc cũng chung người. Chung người dạ, đúng không? Dạ chung người thôi. Dạ. Em mong muốn cái bạn trai của em là có những yếu tố gì? Thì cái đó là cái yếu tố do mình mong muốn đặt ra thôi. Thì cũng cao khoảng 1m68, 1m7. Tại em cũng thích cao cao như vậy. Ở cao. Da nước da làm sao? Thì ngăm ngăm, không trắng quá. Ngăm ngăm không thích trắng đúng dạ. không? Trắng người ta nói nó công tử quá. Ngăm mà sao trắng được? Dạ, gia đình nhà gái tôi đến đây là hết, xin mời gia đình nhà trai. Dạ. Bây giờ bà kiểm tra quá trời, bà mối kỹ ghê luôn đó. Em muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Thật ra thì em không có cái mẫu hình lý có tưởng. Có mẫu nào không? Có nhưng luôn mà em quan trọng nhất là cái
cách cư xử. Còn mọi vấn đề, thí dụ như bạn xấu có thể nên sau này làm đẹp được, không có vấn đề gì cả. Nói chung là quan trọng là em cảm nhận được thôi. Dạ. Em không thích điều gì phụ nữ? Khi mà em có một cái vấn đề gì đó, đừng có nên mà đấu khẩu với nhau. Cái người đàn ông là cái người thật, ai cũng nóng tính, nhưng mà thực chất ra một người nhịn á thì nó sẽ hay hơn. Trời ơi, dễ thương quá. Chào em gái. Dạ, chào. Tụi đàn trai nhìn thấy đàn gái là thấy chịu rồi đó. Chứ sao? Ừ. Em không thích điều gì đàn ông? Quý với bộ buồn. Dạ, em không thích bạn trai quá gia trưởng. Với lại tính toán, với lại là hút thuốc. Tại vì thật sự thuốc không có tốt với sức khỏe. Bên bệnh có tính toán không? Tính thì tính toán cách làm ăn thôi. Còn cái vấn đề mà tiền bạc em thoải mái. Thoải mái. Vợ lấy nhiều đường nhiều đúng không? Nói chung em lương về em đưa hết, nhưng mà thật chất em đi công việc là có tiền trong túi là ok, không vấn đề cả. Đưa có gia trưởng không? Không đưa đủ thôi, chứ đưa ít này ra mượn ta không cho sao anh? Ông mối hỏi coi có gia trưởng không? Có gia trưởng không? Nói chung là chắc em không có. Không có thật cái tính rồi. Được rồi, còn gì nữa em gái? Nói chung là em cũng mong muốn, tại vì thật ra cũng chia sẻ thật chương trình, em là con một á nên cũng muốn là sau này nếu mà có thể tiến xa hơn á thì cũng muốn là bạn nó cũng hiếu thảo với ba mẹ em. Thì tất nhiên thì em cũng phải hiếu thảo lại với ba mẹ bạn đó. Tức là muốn bạn về ở chung với gia đình bên mình hả? Dạ. Hay không sao? Chị, ví dụ như bạn muốn ở với gia đình em cũng được, hoặc là tụi em ở bên kia cũng được. Dạ. Nhưng mà con một mà đúng không? Dạ con một mà để ba mẹ ở mình gì có sao không? Dạ không, thì ba mẹ em không có quan niệm là phải bắt rễ. Dạ. Nhưng mà em dễ thương vậy sao em lại phải đăng ký chương trình này? Chị nghĩ ở ngoài là nếu mà ấy thì nhiều người đeo đuổi chứ đúng em không? Em chia sẻ thiệt, tại vì là ba em coi chương trình, cái ba em nói Dung hơi đăng ký chương trình thì ba thấy cũng hay á, biết đâu được gặp người mà con cần tìm. Ba em đúng đó. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân ba em đâu? Dạ, anh cha em dưới. Có đi luôn hả? Dạ có. Rồi, dạ. Xin chào nhà gái. Dạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Dạ vâng ạ, chào. Thì tôi cha của Phương Dung nhận xét cháu trai này thấy cũng đẹp trai, cũng hiền. Thì để mở rào đi, hai đứa tìm hiểu nhau có cơ hội tiến tới. Dạ. Nhưng mà thấy con rể tương lai này hợp lý không? Dạ, thấy được. Có khi nào có ý định là bắt rể không? Không, thì chuyện tôi nói là làm ở riêng chừng nào cũng được, chứ không cần mà hóc rễ gì. Muốn ở đâu ở ha. Dạ, rồi thấy không? Thấy chờ giờ tương lai. Dạ con cảm ơn. Em đi với ai? Thật ra là mẹ em lên đây, nhưng mà mẹ em lên cỡ tuần rồi, nhưng mà có việc đột xuất á, mẹ em về. Thôi bây giờ em gọi về cho chế hai đi, cho chế hai cũng như là có người thân ủng hộ em đi. Chế hai là ai? Chế ruột ở dưới quê á. Mẹ có mặt bên cạnh chế hai không? Dạ không, chỉ có chế hai có chồng thì ở cũng hơi. Rồi đâu chế hai đâu, gọi cho anh coi. Dạ. Trời, điện thoại đẹp quá ha. Chắc chế hai đi đâu rồi. Alo. Bữa nay em lên chương trình, bạn muốn hẹn hò thì anh Linh muốn gặp chế. Chế hai khỏe không? Khỏe. Khỏe, chế hai biết ai không? Biết, anh Quyền Linh. Hả? À? Quyền Linh dễ thương không? Dễ thương, coi hoài à, tập nào ra cũng có coi. À, tập nào cũng coi chứ hả? Dạ. Có Hồng Vân kìa. Đó, coi móc cháu tương lai coi được không? Được không chế? À, ngoài cũng xinh hả? Ê, cho bạn nữ chào chế cái đi nè. Chào chế cái coi. Chào dạ, chị đi. Chào ạ. Dạ. Rồi chế khỏe nha. Bye bye chế nha. Chào kia. Rồi như vậy là mình cũng có ý kiến gia đình. Thế nào chế cũng nói lời mẹ em ha. Dạ. Thôi giờ mở rào đi cho hai bên gặp mặt đi. Đúng rồi, mở rào đi. Mở rào. Bắt đầu đi em trai. Em chào. Chào em. Nhân dịp đến với chương trình ngày hôm nay thì anh có bó hoa này tặng cho em. Dạ. Nhưng mà thật chất 32 năm anh tặng bó hoa cho người con gái đầu tiên. Nhưng mà nó cũng không hoàn chỉnh lắm đâu. Dạ. Nếu như sau này có duyên thì anh sẽ hoàn chỉnh nó hơn. Dạ, em cảm ơn anh. Thì đến với chương trình hôm nay em cũng có món quà để tặng anh. Thì em tặng cho anh cái chiếc cà vạt. Đây cũng là lần đầu tiên em mua cái chiếc cà vạt tặng cho một bạn nam. Em thì cũng không biết thôi cà vạt. Nếu mà thật sự sau chương trình này tụi mình có duyên có nợ với nhau thì em hy vọng anh là người chỉ cho em thắt cà vạt. Rồi em thắt cà vạt cho anh. Anh cảm ơn em. Hồi nãy nghe em tên Dung đúng không ta? Dạ em tên Dung. Cũng là tên trùng tên với mẹ anh đó.
Thì không biết là gia đình mình thì anh là con thứ mấy trong nhà? Anh là Út. Út? Dạ, lại sống với mẹ. Hiện tại thì anh sống ở đây sống một mình. Thật chất là mẹ sống dưới quê. Dụ lên hoài mà không lên. Anh cho hỏi ví dụ như nếu như mà sau chương trình này á, mà tụi mình có duyên với nhau á, thì cái thời gian giống như anh nói là anh làm công việc kinh doanh á, thì không biết là kinh doanh của mình là kinh doanh về về lĩnh vực gì ạ? Hiện tại thì anh làm nhân viên kinh doanh bất động sản. Dạ. Chứ anh không có chưa có kinh doanh riêng. Dạ. Anh thấy em sao? Nói chung thì cũng như tất cả mọi người ở đây nói là em thì quá tuyệt vời. Cảm ơn anh. Còn em cảm nhận anh như thế nào? Cảm nhận thật lòng mình. Cảm nhận thật lòng á thì theo như tự giờ mọi người nói thì em thấy anh theo cái tiêu chí mà em đưa ra thì em thấy hiện hình được vượt hơn tiêu chí. Anh thì ở Bình Dương, thì nếu như mà thiếu như mình sau chương trình mình có hẹn hò với nhau thì anh sắp xếp thế nào? Nói chung thì tùy hai anh với em, thí dụ như thương lượng cái giờ thôi thì anh sắp xếp thôi. Thí dụ như em nói ở chiều nay đi chơi thì ví dụ như mấy giờ anh có thể anh sắp xếp. Dạ, anh xuống với em đúng không? Đúng rồi. Thì anh cho em hỏi là chia sẻ quan điểm về tình yêu của anh làm sao ạ? Nói chung anh quan trọng nhất là chung thủy. Khi mà yêu nhau á, mà giấu một cái gì đó rồi, một khi đã biết rồi á, là khó lắm. Tại vì anh có gì anh cũng nói. Nhưng mà anh không thích giấu giếm cái vấn đề gì đó. Nếu như sau này á, lỡ nó như mà nó xảy ra một cái vấn đề gì đó, nó không hay. Cho nên mình thẳng thắn, mình thật thà thì nó dễ hơn. Dạ, vậy là cái tính anh cũng gần giống tính em đúng không? Thẳng thắn đúng không? Đúng rồi, anh thẳng thắn lắm. Dạ. Rồi hai đứa yêu nhau vậy là tính chừng nào làm đám cưới? Em thì thí dụ như tùy theo bạn nữ, em thì càng sớm càng tốt chứ. Về bây giờ về nhà một lần em cũng mệt mỏi quá. Càng sớm càng tốt là bao lâu anh? Nói chung thì cuối năm nay, hoặc là nếu như không cuối năm nay được, chắc có lẽ là qua năm sau. Ý em như thế nào? Thì em cũng nghĩ là nếu mà được tìm hiểu thì khoảng 6 tháng hay 1 năm kết hôn là vừa rồi. Thật ra thì tụi mình tuổi này cũng đã kết hôn, nên kết hôn rồi. Đúng rồi. Dạ. Thật ra tuổi này thì nhanh để về còn lo gia đình, còn lo cơm áo gạo tiền nữa chứ đu đưa hoài đâu được. Bây giờ bạn trai bước tới nắm tay cô gái, hát một giai điệu nào đó để tạo cảm xúc cho nhau, rồi để mình cùng với cảm xúc, cùng với câu chuyện nãy giờ, mình quyết định bấm nút hay không bấm nút. Mời em trai. Cho anh mượn. Dạ. Em nói chung là em không biết ca, nhưng mà thôi lên chương trình thì em cũng gán. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xò tóc ngồi bên game. Dạ được rồi. Tại vì em đang đau họng. Chỉ cần cái câu mà hồn lỡ xa vào đôi mắt em là đủ rồi, đủ ý nghĩa rồi ha. Đừng có buông tay ra, thử nắm đi, tiếp tục cảm nhận những cảm xúc của nhau. Bạn nữ sao nè? Dạ thì em cũng đáp lại anh một đoạn thôi. Em không hát không có hay, nên là anh cố gắng nghe nha. Cầm tay nhau, tựa vai nhau, ngồi bên nhau ta say hát ca, tình yêu ta trao nhau mãi không bao giờ phai. Được rồi đó. Bây giờ đã đến phút chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra xem đây có phải là một nửa mảnh ghép thật sự trong cuộc đời của mình hay không, có phải là cùng mình nắm tay đi suốt quãng đường còn lại hay không. Quyết định đưa ra là phải chính xác, đúng như con tim mình suy nghĩ nha. Khi bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa, em có bấm không vậy? Dạ có mà nó không biết. Cái nút này kỳ quá, cái nút này quá kỳ rồi. Hồi hộp muốn chết luôn. Tình yêu nó tới mà chút xíu nó buộc đi rồi, thấy không? Rồi nắm tay nhau đi, bắt đầu mình đã hẹn hò nhau được. Xin với cha cho hôn cái nụ hôn đầu tiên đi cưng. Dạ con xin phép ba cho con làm thủ tục. Dạ em xin phép nha. Chống các tường ế với lại em. Em đến đây tìm người yêu mà anh.
Thôi có bạn cơ quan làm Mai Cát Tường luôn đi. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Chị chào chị Cát Tường và chào tất cả các bạn có mặt hôm nay. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Lương. Tên đầy đủ là Lê Văn Lương. Bao nhiêu tuổi bạn? Dạ em hiện tại là 32 tuổi. 32 làm nghề gì? Dạ em hiện tại là đang quản lý bên kinh doanh. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Xin mời bạn. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào tất cả các bạn. Dạ mình tên là Nguyên, năm nay 28 tuổi, làm nhân viên xuất nhập khẩu, chuyên về chứng từ. Nguyên 28 tuổi. Dạ. Ủa quê Nguyên ở đâu? Dạ em ở Sài Gòn chị. Rồi trong cơ quan rồi có nhiều bạn trai không? Cơ quan em cũng có mấy anh sale nhưng mà mấy anh đó là có gia đình có con hết rồi. Thường những cái ưu điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em á là thích nấu ăn, thích làm bánh, em hay làm bánh lắm. Ngon không? Dạ cũng ăn được. Bánh gì bánh gì? Dạ em làm cheesecake, làm bánh lăng rồi rau câu rồi nhiều loại bánh đó chị. Cái này được đó anh à? Dạ cứ cuối tuần là vô bếp làm bánh thôi chứ không có đi hẹn hò. Thì bây giờ vừa làm bánh vừa hẹn hò. Dạ chắc cho ảnh làm chuột bạch. Anh Lương ơi có thích ăn bánh không? Dạ em thích lắm chị ạ. Nãy bạn nói là bạn quản lý kinh doanh. Dạ. Cụ thể là việc gì? Thì hiện tại thì quản lý kiêm giám đốc chi nhánh của công ty dược Hoa Việt. Thế còn Nguyên thì nãy là mình giới thiệu cái mặt mạnh của ha. Còn những cái những nhược điểm của mình. Em là cũng có hơi nóng tính, với là em cũng hơi thẳng quá. Cái gì em cũng muốn rõ ràng hết, chứ không có lưỡng lờ con cá vàng. Nhưng mà duyên dáng như vậy, mình đã có người yêu chưa? Dạ, em cũng có hai mối tình rồi chị. Nhưng mà cũng chia tay cũng lâu rồi. Lâu là bao lâu? Dạ chắc cũng khoảng 2-3 năm rồi đó chị. Bên kia có hai mối tình, bên đây có mấy mối tình? Dạ em thì có hai mối tình á. Cũng hai mối tình luôn. Dạ. Chia tay cách nay bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng được 2 năm rồi anh ạ. Cũng 2 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Do là cái tính cách không chưa được hợp nhau. Và cái là khác đạo nữa nên là. À vậy. Vậy theo bạn người nào mới hợp ý của bạn? Em thì cũng đơn giản lắm. Người cao 1m6 trở lên. Cao 1m6 trở lên. Thân hình cân đối một chút. Rồi. Biết chia sẻ, biết lắng nghe, biết vun đắp trong gia đình. Ở bên đây Nguyên muốn hỏi anh mà nãy giờ không dám hỏi là Lương là quê ở đâu? Em là quê ở Thanh Hóa đó. À. Lấy vợ về xong rồi đưa đi về Thanh Hóa hả? Ở nào nó phát triển tốt thì mình ở. Vậy về quê vợ ở được không? Dạ chắc là không được ạ. Lý do tại sao? Giống như mình mà ở đó thì nó có gò bó. Gò bó đó có gì mình... ai gò bó bạn? Nhưng nó cũng được thoải mái nhưng mà mình tự do ở. Ủa mà anh ơi bây giờ em ở Sài Gòn rồi làm sao anh? Sài Gòn thì anh thích rồi em ạ. Vậy sao anh không thích ở quê vợ? Anh đang hiểu anh Quyền Linh nói là quê vợ là hiểu nhầm sang là ở nhà vợ. Vậy anh có nhà chưa? Dạ chưa chị ơi. Trời, anh không có nhà đâu, anh không ở nhà vợ nữa, giờ ở nhà nào? Hiện tại thì mình cứ thuê ở nào đấy rồi mình ở tạm đi. Cái gì mà anh không thích về người phụ nữ? Không thích xăm hình nè, nhuộm tóc nè, không thích cái tính giống như một cái chuyện đó mà nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Rồi cam ràm á, phụ nữ hay dạ, đứng cam ràm đó. Mệt lắm. Thì em vậy như đó thôi đúng không? Dạ như đó thôi. Mình thích người yêu mình làm gì cho mình? Làm bánh. Cái mẫu người đàn ông bạn thích là người như thế nào? Dạ em thích người cao hơn em khoảng 1m7, tại vì em 1m65, không có gia trưởng, không hút thuốc và không có vũ phu đánh phụ nữ. Bạn có cái hình mẫu lý tưởng nào không? À, anh Quyền Linh bên vợ đó chị. Thấy chưa? Thấy được chưa? Trời ơi gì vậy? Nhìn nụ cười đó là nụ cười như hơi lên cao đó. Sảng khoái quá. Bạn kia bạn nói vậy rồi đó, mình thấy mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ em đáp ứng được khoảng 80% đó. 80% rồi. Kìa, có người kìm tìm kìa. Dạ chào chị. Anh cao nhiêu? Dạ em cao 1m74. 1m74 là vượt chỉ tiêu rồi ha. Dạ. Mà hiện giờ là anh ở với ai? Em ở với là ông anh ạ. Còn gia đình còn ở ngoài quê hết? Gia đình ở ngoài quê hết rồi chị. Bên đây người ta nhuộm tóc đỏ lòm mà sao mặt rất duyên dáng, có điều nhuộm tóc thì về không thích thì nhuộm đen lại thôi đúng không anh Linh? Dạ. Đẹp mà. Tự nhiên mình có định kiến không thích nhuộm tóc là sao, phụ nữ người ta làm đẹp chuyện bình thường. Em thì dễ thay đổi lắm chị. À, dạ. Thôi em ba phải. Ủa người dễ thay đổi vậy là đâu có lập trường đâu hả anh? Khi mà mình biết cái nhuộm tóc đó thì cái ấn tượng ban đầu không tốt nhưng mà mình có thể mình sửa được. Giờ lỡ người ta có xăm nơi bắp dế những cái con bướm rồi sao? xăm là không chịu rồi. Bây giờ là không thấy, bây giờ cưới về mới thấy rồi sao? Cưới rồi mới thấy rồi, thôi xong rồi chị. Là bỏ luôn hả? Hay là ván đã đóng thuyền rồi? Ván đóng thuyền rồi. Ván kia nay đã đóng thuyền rồi. Lát nhớ kiểm tra nhưng tôi thấy có rồi đó. Có không? Để anh lo cái vụ này cho. Kiểm tra nha. Rồi anh kiểm tra vô. Trời đất ơi, thiệt hả? Dạ. Nhờ tôi thiệt hả trời?
kiểm tra, kêu kiểm tra gì? Dạ em chào anh Quyền Linh. Ôi nói cái đồng tiền sao mình như có giếng vậy ông ơi. Khen qua khen lại nữa. Hết rồi đẹp đi trời. Cái này có thẩm mỹ không? Dạ quét không. Lỗ nghe má gì không? Dạ không, tự nhiên anh. Sao mà nhuộm tóc đỏ khe vậy? Hả? Bởi vậy anh bên kia không chịu nhuộm tóc à. Về xóa đi. Thôi em thích màu này. Ví dụ giờ yêu quá anh bắt phải xóa đi rồi có xóa không? Dạ không, anh yêu em thì anh yêu trọn vẹn chứ làm sao bắt em theo anh. Dạ luôn. Bắt buộc anh phải kêu là xóa luôn, bỏ màu luôn thành màu đen chịu không? Màu đen thì chịu. Ô, xanh rồi. Dạ không. Rồi rồi. Có sầm không? Dạ có. Ủa mà giờ có thì sao? Có mình chịu không chịu? À, dạ không có sầm. Không có sầm không? Dạ. Thiệt không? Thề. Trời ơi gì chưa chân thề luôn. Thề ha. Rồi yên tâm rồi, không có sầm. Anh kiểm tra hết rồi. Dễ thương. Cái hù người ta. Nó có lỗ rồi nói. Ta chứ. Chưa gì chân thề nôn quá. Hả? Nôn quá. Nôn nôn hả? Nôn nao rồi. Nôn nao. Bây giờ cơ quan em quản lý nhiều cô đẹp xong quen ở cơ quan mà tới đây làm gì? Có gia đình hết rồi. Có gia đình hết hả? Dạ. Có nhóm bạn đi theo hả? Đúng rồi. Tao đi hỏi nhóm bạn coi. Chào các bạn. Vâng, chào anh Quyền Linh ạ. Anh vậy mà nó không có người yêu là sao? Vâng, thưa anh Quyền Linh là anh Lương thì mấy năm vừa rồi là cứ mải miết với công việc. Đây là ba bạn cùng làm một công ty. Là lính là của anh hết hả? Dạ em là lính của anh Lương ạ. Lính mà dễ gì em nói xấu sếp. Vậy hỏi chị. Đẹp trai gì mà dễ gì không có ai theo. Đừng có gì giả bộ tôi là mai xong rồi mai tự nhiên có người đánh ghen mệt lắm nha. Có người yêu cơ quan không? Dạ không anh ạ. Chắc chắn ha? Dạ chắc chắn. Bắt tay cái rồi. Dạ. Thề giống bên kia đi. Thề luôn ạ. Thề luôn. Rồi. Hai bên thề luôn rồi. Bây giờ mình kéo màn cho hai bên gặp lại nhau đi. Chứa gì đã thề. Hồi hộp chờ đợi. 1, 2, 3. Quay qua bên kia. Chào em. Đó. Em tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Trời, hai người cao bằng nhau luôn. Thấy em xinh. Ồ, má lúc đồng tiền này giống chị Cát Tường. Dạ em cảm ơn anh. Giống Cát Tường ế chứ là em. Em đến đây tìm người yêu mà anh. Thôi có bạn cơ quan làm mai Cát Tường luôn đi. Anh cho em hỏi là anh có biết làm việc nhà hay nấu ăn gì không ạ? Ồ anh biết làm. Mấy công việc đó thì anh làm được. Dạ, anh biết san sẻ công việc với vợ đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Thế anh hỏi khi mà quen nhau thì bao lâu thì em có thể là kết hôn, lập gia đình được ạ? À em cũng lớn rồi đó. Nếu như được thì mình tìm hiểu rồi khoảng vài tháng hoặc 6 tháng. Dạ, anh thích cái điểm này. Dạ em không muốn lâu dài đâu anh. Tại vì nhiều khi lâu dài con người ta hay thay đổi lắm. Ờ vậy hả? Dạ. Thời gian ở trên này nó 2 phút thì mình không có hiểu nhau được. Thì anh cũng mong là mình có thể mình gặp ở ngoài để mình có thể hiểu nhau hơn. Chưa gì hẹn ngoài. Ai cho hẹn ngoài? Hẹn này chưa xong. Hẹn này chưa xong hẹn ngoài gì? Dạ. Hẹn ở đây. Hẹn tiếp đi. Suy nghĩ của anh về tình yêu hôn nhân sao ạ? À? Đó là cái sự hai người đồng cảm biết chia sẻ cho nhau. Dạ. Anh có kiểu như là anh có hay lén phén hay là giống như có người yêu rồi nhưng mà anh hay có so sánh người yêu anh với người phụ nữ khác không? Cái này thì anh không em ạ. Dạ. Dám nói có. Giờ còn 30 giây nữa. Nói một câu thiệt là ngọt ngọt. Tôi nói mát như đường cát, mát như đường phèn coi. 2, 3, bắt đầu. Cái này thì mới hôm nay là cơ hội để mình quen nhau. Thì cái gì cũng phải từ từ đúng không ạ? Thì hôm nay thì có cơ hội rồi. Mình ra ngoài mình thấy là làm quen. Mình ra ngoài mình làm cái gì? Ra ngoài hoài vậy. Rồi mình tính chuyện trên đây, tỏ tình trên đây nè. Làm gì đi để cô quyết định cô bấm nút hay không mới có ra ngoài chứ. Hát bài đi. Hát bài đi kìa, dưới đồng nghiệp kêu hát bài kìa. Em sắp bài Làm Vậy Nhé. Quá dữ. Làm vợ anh nhé, anh sẽ có một bờ vai thật rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em. Thôi không hát được đấy. Em đã cố gắng. Hát bài này với mấy người rồi? Dạ em làm được tin đó. Thiệt không? Thiệt luôn anh. Chắc như đinh đóng cột đó. Rồi hết thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. Đó, chuẩn bị nha. Suy nghĩ thật kỹ quyết định nha. 1 2 3
Hay quá rồi. À, bạn trai hồi hộp không? Dạ em hồi hộp lắm ạ. Nếu bạn nữ không bấm thì sao? Dạ không nắm thì em buồn đấy ạ. Nãy anh đòi nắm tay đâu, giờ nắm tay thử coi. Sáu tháng cưới luôn hả? Dạ đúng ạ. Được không? Dạ được. Nôn quá rồi đúng không? Gửi tặng hai bạn một cặp vé xem phim. Đây, tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Chúc hai người có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Và tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình. Dạ, em cảm ơn anh Quỳnh Linh với chị Cát Tường. Rồi, hai người nắm tay đi xem phim đi. Dạ. Nắm tay dẫn đi coi phim, đúng rồi. Em là một người đã từng ly hôn rồi. Và hiện tại thì em đang độc thân, không có con. Ly hôn lâu chưa? Cũng gần 20 năm rồi ạ. Dạ, em cũng ly hôn được 10 năm rồi. Vậy thì hai người cũng đã lỡ chuyến đò, một người 10 năm, một người 20 năm. Khi anh bước ra thì em có một cái điều để ý là em thấy khuôn mặt hai người có nét hao hao. Hao hao hả? Mời nhà trai. À, chàng trai. Mời anh ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Dạ. Rồi, xin mời đàn trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Hồng Vân bên kia. Và xin chào quý vị khán giả và bạn gái ngồi ở bên. Em tên là Nguyễn Chiến Thuật, sinh năm 1974. Quê gốc thì ở Hải Dương, nhưng hiện tại thì vẫn ở thuê, chưa có ở nhà riêng. Nguyễn Chiến Thuật ha? Dạ. Chà, tên dữ nha. Làm nghề gì? Nghề nghiệp chính của em thì mua bán và sửa chữa máy ảnh ạ. Rồi, mời đàn gái. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh và chào, chào em. Các bạn trường quay. Chào bạn trai bên kia nha. Em tên là Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1982. Em hiện tại đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nhân viên tuyển dụng. Em run không? Em hơi run. Đừng có run. Dạ. Cứ coi như là sẽ chia tâm sự đi. Đừng có run và nói lớn lên. Dạ. Đừng có run em, thoải mái lên. Dạ, có gì dạ. Có chị Hồng Vân bên đó mà, không có lo đâu. Dạ. Đừng có lo. Bây giờ em nói luôn đi. Là em có ưu điểm, khuyết điểm gì nè? Ưu điểm của em là em là người vui vẻ, lạc quan, tích cực. Và em có một vài sở thích đặc biệt như chạy bộ, tập yoga và viết lách, đọc sách. Hiện tại em cũng đang tham gia một câu lạc bộ viết văn. À, câu lạc bộ viết văn. Dạ. Em có điểm yếu gì nào? Em hơi rụt rè và hơi ngại trước đám đông á. Tức là em không có thể hiện được bản thân trước mọi người. Dạ. Rồi, thôi bạn trai bên kia, bạn nói về điểm yếu, điểm mạnh của bạn đi. Điểm yếu thì thực ra là cũng có rất nhiều. Chụp ảnh thì đôi khi là mình ăn mặc nó cũng không được chỉnh chu lắm. Đó không phải điểm yếu đâu em, cái đó là cái nghề nghiệp mình phải vậy. Dạ. Anh nhiều khi anh còn mặc không ra gì được chi em. Nhiều hơn nữa thì nếu mà có duyên, có cơ hội ấy, thì bạn gái bên kia có thể tìm hiểu thêm. Còn em có mấy mối tình rồi? Về mối tình thì có ba. Ba? Dạ. Dài nhất là bao nhiêu năm? Thực ra thì em là một người đã từng ly hôn rồi. Ồ, ly hôn rồi hả? Dạ. Lấy nhau mấy năm? Chưa đầy một năm đâu ạ. Có con chưa? Dạ, hiện tại thì em đang độc thân, không có con. Ly hôn lâu chưa? Cũng gần 20 năm rồi ạ. Chào em. Dạ. Số tuổi của em là nhiêu nè? Em tuổi năm nay là em 46 tuổi. 46 tuổi rồi, dạ. Người ta ly hôn là 20 năm rồi. Nghĩa là lúc đó là mới là cậu thanh niên. Dạ. Nhưng mà 20 năm rồi không có mối tình nào chưa hả? Dạ có ạ. Sau đó thì cũng có cảm nắng cảm gió một chút. Nhưng mà cũng không được sâu đậm. Còn em, mấy mối tình rồi? Em thì em cũng ly hôn rồi. Tức là đó cũng gần như là mối tình đầu của em luôn. À, mối tình đầu, ly hôn bao lâu rồi? Dạ, em cũng ly hôn được 10 năm rồi ạ. 10 năm rồi, có con chưa? Em có một bé trai 10 tuổi rồi. Hiện tại thì bé đang ở với ông bà ngoại ạ. Vậy thì hai người cũng đã lỡ chuyến đò, một người 10 năm, một người 20 năm. Cũng cần có một bờ vai để nương tựa, cần có một trái tim để cần chia sẻ, để cùng cháy bỏng. Em trai, dạ. Em hãy cho anh biết em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì cũng không có phải đặt cái yêu cầu cao, nhưng mà cơ bản là người con gái là tóc dài. Có luôn em ơi. Vâng. Gì nữa? Nếu mà biết nấu ăn thì càng tốt ạ. Nấu ăn. Biết nấu ăn không nè? Có, em tự tin. Con gái em ai cũng biết nấu ăn hết trơn á. Nhưng mà bạn này rất tự tin trong việc bạn nấu ăn. Thôi bây giờ hỏi em nè, cái mẫu đàn ông lý tưởng của em là gì nè? Bạn đó cũng phải khỏe mạnh. Khỏe không? Dạ khỏe thì nó phải xem cái sức khỏe của mình ở cái lĩnh vực nào ấy ạ. Nói chung dạ. Lúc khỏe lúc không. Dạ. Lĩnh vực nào nữa?
Có lĩnh vực khỏe, có lĩnh vực không khỏe. Khỏe mạnh rồi, cũng thích tập thể thao thì điểm cộng. Nhìn cũng có nét cũng hấp dẫn một xíu. Rồi tính tình thì vui vẻ, hài hước, lạc quan, rồi phóng khoáng. Em thích kiểu vậy. Là vui vẻ thôi, phóng khoáng không em? Vui vẻ không? Dạ có. Ừ, tớ chụp hình mà vui vẻ phóng khoáng. À, gặp cô nào cũng cười, cười cười lên em, cười lên em, nằm dạ. xuống, đứng nghiêng, cười lên, cười túi lên, đó, dạ, cười. Dạ. Chụp hình là vui vẻ vậy đó. Dạ. Khỏi cần nói, ta cũng vui. Em đi với ai vậy? Hôm nay em đi với bạn gái em ạ. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Và em chào anh tên Chiến Thuật đúng không? Anh cảm ơn. Em tên là Thảo, em là một người bạn cũng rất là thân với chị Hương. Em thấy anh Thuật làm sao nè? Dạ, em thấy ảnh đi ra với cái máy chụp hình là em thấy cũng được rồi đó. Em cảm ơn. Em thấy hai người hợp nhau không? Khi anh bước ra thì em có một cái điều để ý là em thấy khuôn mặt hai người có nét hao hao. Hao hao hả? Đó là nhận định riêng của em thôi, em không biết mọi người có thấy như vậy không? Anh cảm ơn. Thuật cái Thuật hôm nay em đi với ai vậy Thuật? Dạ, em xin lỗi là hôm nay thì có đưa em nhưng mà bên ngành đặc biệt của họ thì không có thể tham gia được để ghi hình. Và rồi, ngay được không sao. Dạ, em cảm ơn. Ở đây có mọi người sẽ ủng hộ em, đặc biệt là anh ha. Dạ, anh trai tôi chụp hình ha. Nói chung là lãng tử chút xíu, phong trần chút xíu. Miệng cười rất tươi, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cười lên em. Ha. Mặc dù đôi khi trong lòng rầu túi cười. Thôi. Mà cũng có cười lên em, thôi, cười mở lên rào em. Đi nè, mở rào đi. Mở rào đi. Rồi thôi hai bên gặp mặt đi nha. Mở rào. Mình phải có chiến thuật tấn công liền nha. Anh sao em? Dạ em chào anh. À. Dạ. Rồi, hôm nay thì được chương trình đã tặng quà đi nào, tặng quà đi nào. Cho nên duyên ngày hôm nay thì anh gửi món quà rất là nhỏ. À, xưa hết thì cái này thì là cái bóp là khâu 100% bằng tay. Ôi dạ. À, xin lỗi đợi anh một xíu. Sẽ gửi tặng chị Hồng Ôi Vân trời, để chị cảm ơn em. Chị cảm ơn em. Ủa cái này ở đâu ra em làm hay sao? À, cái này là em khâu bằng tay của em đấy. Wow, anh xin lỗi một xíu. Giỏi quá vậy. Cái này thì em gửi tặng anh. Anh có nữa hả? Anh Quyền Linh ạ. Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ. Cái đấy bằng tay và handmade 100% da bò. Ô trời ơi, cảm ơn em nhiều lắm nha, Chiến Thuật. Em không biết là anh có thích đọc sách không? Sách này rất là thích đấy. Dạ, thì em nay em đem một cuốn sách tới tặng anh với có một bài thơ của em nữa. Anh cảm ơn. Chắc chắn là anh sẽ đọc hết cuốn này. Em tặng anh cuốn này là vì có câu trong cuốn sách này rất là hay, tức là chúng ta giống nhau đến 90% về cái gen sinh học, nhưng mà cái gen tâm hồn thì cần phát triển cái khi mà mình cần đến nhau ấy thì hiểu thì ai cũng hiểu. Dạ. Nhưng mà sự đồng cảm thì cái đấy mới là cái quan trọng. Dạ. Em đọc một cái bài thơ mà em làm tặng cho Thuật đi. Em không có đọc được thơ mình trước đám đông. Em không đọc được thì thôi em đưa cho Thuật đọc đi. Dạ, em xin phép đọc đi em. Anh chị và mọi người, em xin đọc là: em phủ son hồng, em kẻ mày cong, em chải tóc sẽ là đường ngồi thật thẳng, em mặc chiếc áo mới nhất, đi đôi giày đẹp nhất, em mỉm cười, em soi gương, em thấy mình thật ổn, trời trong lành hơn sau những đêm mưa, bầy sẻ ríu rít trên mái ngói nhà ai. Nắng lên, cây gội, ánh mặt trời lấp lánh, em nhìn xuống đường, những xe hàng xong lũ lượt, này trái cây rất thơm, này sen rất tươi, này những chú cá quẫy mình trong tung bọt nước, và những tiếng giao hàng rất ngọt. Ôi buổi sáng Sài Gòn, hình như hôm qua em đã khóc, nhưng ngày mới đến rồi em sẽ biết nỗi buồn thành bữa tiệc vui. À, em cảm xúc sau bài thơ đó Thuật? Em cảm nhận từ bài thơ này thì Hương là viết rất là nội tâm, chia sẻ rất là thực, chứ không phải hoa lá hay bay bướm cái gì nó quá là sâu xa. Dạ, em cảm ơn anh. Tới chương trình như thế này thì em thấy là mình
đã thực sự là muốn gắn kết trái tim của một người xa lạ mà đến thân quen được không? Và muốn đi hết một chặng đường còn lại không? Em rất vui khi gặp anh. À, anh cảm ơn. Dạ. Em thấy anh cũng khá điềm đạm và từng trải. Em nghĩ là anh sẽ hiểu chuyện và có thể sẽ hiểu em. Dạ. Em cũng mong là mình có một cơ hội. Anh chỉ mong được là cái tình cảm mà khi mà mình dành cho nhau nó chân thành là được. Trong cuộc sống thì ví dụ như công việc của em ấy, đi làm hành chính hay là mình đi làm... Em làm hành chính. À. Dạ, em làm hành chính. Chúng ta quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào? Theo quan điểm riêng của anh ấy thì mong muốn là tất cả hai bên cùng chia sẻ, nói những cái gì mà mình mong muốn của đối phương. Và cái thứ hai nữa là nếu mà có khúc mắc gì ấy, thì trong nhà phải nói trước, chứ không mong muốn được là trong nhà chia rõ ngoài ngõ là thông là không có thích. Dạ. Tức là đừng có trẻ sẻ chia, mình gọi là bà Tám đó, đúng không? Còn bạn gái, quan điểm về hôn nhân gia đình của bạn thế nào, nói cho bạn trai nghe. Quan điểm của em thì tức là hai người phải hiểu nhau và cũng phải có sự hòa hợp và gắn kết về mặt tinh thần là trước tiên, với cái thứ hai nữa là vun vén và chia sẻ, chăm sóc. Nếu có một cuộc tranh cãi quyết liệt, ai sẽ nhường ai? Là chắc em phải nhường. Em có thể là em cũng nhường, nhưng mà sao mà ví dụ như mà quá cái sức chịu đựng của em thì không có cứu vãn được đâu đó. Em không nói chuyện đấy, bởi vì thường theo suy nghĩ của anh ấy, khi mà tranh cãi nó có thể không phải là một ngày, hai ngày, ba ngày, nhưng mà bởi vì xung đột trong gia đình ấy thì chúng ta đã từng trải rồi, cũng đã hiểu rồi, thì người đàn ông sẽ nhịn, nhưng mà đến một lúc nào đó nành rồi á thì mình sẽ giải thích cho người đối phương mình biết. Dạ. Chứ mình không có tranh thắng thua gì, bởi vì thắng thua cũng chả ai được gì cả. Dạ đúng rồi. Kinh tế thì ai quản lý? Theo em thì kinh tế thì phụ nữ thì là người quản lý tốt hơn. Dạ. Nam giới thì phải cố gắng năng động và kiếm tiền thôi. Hương hỏi Thuật xem là Hương có một cháu bé 10 tuổi sống chung với Hương á. Dạ. Thì em nghĩ sao về cái vấn đề đó? Em thì thực sự thì cũng chưa có Barbie, cho nên là cũng chưa biết tâm lý của bé như thế nào. Với trẻ con thì em rất thích trẻ con, cho nên là cũng với không phải là các cháu ruột của mình, mà nói chung là trẻ hàng xóm cũng thế thôi, rất là quý. Không có vấn đề gì cái vấn đề em đấy. Thích trẻ con đúng không? Dạ. Và cái việc mà với hai mẹ con như vậy giống như là em lời luôn á. Coi như là đi mua trâu mà được nghé luôn đúng không? Dạ. Bây giờ vậy nè, Hương á tặng ảnh một bài hát đi, em đứng em hát rồi ảnh thao tác ảnh chụp hình. Vậy đi đó. Đúng rồi. Đó, Hương đứng hát đi cưng. Anh hát được không? Nếu mà em hát được thì anh mong muốn là em có thể chia sẻ với anh một bài được không? Thôi thì em thử hát nha, mà nếu như anh thấy mà bắt nhịp được thì hát chung với em nha. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặc jean và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Hay quá. Thuật ơi, thuật em khuyến mãi cho anh chị em boy đi. Dạ dạ. Để coi đứa nào mập nha. Dạ. Bắn tim. Ok, dạ, cảm ơn em. Cảm ơn. Đã có những tấm hình rất là ấn tượng đúng không? Dạ. Em có thể cho bạn gái xem lại được không? Dạ được ạ. Đó, qua hai người xem hình đi. Đẹp không bạn gái? Dạ đẹp ạ. Thôi bây giờ vậy nè, Thuật nói một cái câu gì mà chân tình từ đáy lòng nhất của em, rồi sau đó là mình tiến hành bấm nút đi. Đúng rồi. Dạ. Thực sự ra thì cũng không phải là bây giờ cái thời gian này, mà gần 20 năm rồi, anh cũng rất là muốn có một người phụ nữ để làm hậu phương cho mình. Và anh mong muốn người đó là em. Trời ơi, anh chờ 20 năm rồi, chỉ mong muốn cái người phụ nữ đó là em thôi. Đã, em ơi, em ơi, em còn chờ gì nữa. Hương ơi, ngồi đi. Ngồi để tay vào nút bấm. Để tay vào cái nút bấm liền đi Hương ơi. Sau 20 năm chờ đợi, nút bấm đã cầm trên tay.
nút bấm có cháy đèn lên hay không? Tùy thuộc vào các bạn. 1 2 và 3. Chúc mừng. Nào, dạ, em cầm vào đây. Hãy nắm tay nhau. Tôi bắt tay ông cái. Quá là hiệu quả, quá là hiệu quả. Hai đứa mình cứ thế mà làm thôi. Chúc mừng. Bây giờ mình xin phép gia đình ha. Trong những chặng đường tới thì em sẽ cố gắng hứa là sẽ mong được xây dựng một cái hạnh phúc bền chặt và cùng nhau đi cuối con đường. Hay quá. Rồi bây giờ thì bạn đặt nụ hôn đầu tiên vào gò má của bé Hương đi. Dạ, cho anh xin phép.